Bút ký tôi phải sống, kể chuyện bạn nghe. Phần 3, từ nhà tù nhỏ sang nhà tù lớn. Chương 16, chặng cuối con đường. Tính tới tháng Giêng năm 1988, tôi đã bước vào tù năm thứ 12, trong đó có 11 năm lê lết qua các trại tù ở miền Bắc. Cho tới thời gian này, số tù miền Nam trong các trại miền Bắc không còn bao nhiêu. Một số đã phải bỏ xác trong tù vì khổ ải, đói khát và bệnh tật. Một số đông đã được tha về. Những ai còn sót lại hầu hết đã được chuyển vào miền Nam. Có những người được về khá sớm ngay từ năm 1980. Từ đó, mỗi năm đều có những đợt phóng thích, khi nhiều khi ít, năm nào cũng có. Ngoài những trường hợp được tha bất ngờ, mỗi năm thường có những mốc thời gian để các tù nhân mong đợi và bàn tán. Những dịp đó là Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, lễ lao động 1 tháng 5 và ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Trong năm còn có đợt tha, nhân dịp sơ kết và tổng kết, nhưng không nhiều lắm. Hát lâu chầu mỏi. Từ khi tôi được chuyển về Thanh Cẩm, cũng đã có khá đông tù nhân được tha về và một số chuyển vào trại Hàm Tân trong Nam. Tới năm 1988, số tù chính trị miền Nam còn lại trong trại này rất ít. Nếu so sánh với lúc đông nhất vào năm 1979, thì lúc này còn lại không tới 1/3. Trong đó có 29 linh mục, phần đông là tuyên úy quân đội. Các linh mục bị nhốt trong khu kiên giam mới xây, cũng nhà nóc bằng rất kiên cố, nằm hướng ra cổng trại. Khu nhà này chia ra 6 buồng liền nhau, có tường cao ngăn cách làm 3 khu, mỗi khu 2 buồng và có cửa vào từng khu vực riêng biệt. Trước mỗi khu có khoảng sân nhỏ tráng xi măng và một bể nước dùng chung cho 2 buồng giáp nhau. Bên trong cửa sắt của mỗi buồng là lối đi rộng 1 thước, từ cửa cái dẫn vào tới vách bên trong. Chia ra một bên là nhà cầu và một bên là bệ nằm bằng xi măng cao khoảng 60 phân, đủ chỗ cho 6 người nằm sát cạnh nhau. Mỗi buồng có một cửa sổ khá rộng chắn song sắt. Cửa sổ này đủ rộng để cán bộ nhìn vào kiểm soát. Trên nguyên tắc, khu vực này nội bất xuất, ngoại bất nhập, nhưng trên thực tế không quá khắt khe như vậy. Trong khi đó, nhóm tù Trung Quốc đang ở trong khu nhà bằng, tức là khu kiên giam cũ. Những người tù ngoại quốc này đã bị giam hơn 15 năm rồi. Lúc đầu, nhóm của họ khá đông, nhưng dần dần một số chết bệnh, một số chết đói. Có mấy anh vượt ngục bị bắn chết và bây giờ chỉ còn lại 10 người, hầu hết đều bệnh hoạn, yếu đuối. Khi tôi rời khu kỷ luật qua sống bên kiên giam và Bình Thanh vượt ngục đi rồi, trại Thanh Cẩm còn xảy ra 2 vụ án mạng khác nữa trong số tù hình sự. Vụ thứ nhất xảy ra ở khu kỷ luật khi Yên Con dùng tảng đá to đập đầu Chiến Chàm chết ngay tại chỗ trong lúc giờ phát thức ăn trưa, trong lúc Chiến Chàm đang ngồi săn sóc đám rau muống anh trồng trước sân khu kỷ luật. Yên Con bị kêu án tử hình trong một phiên tòa được lập ngay trong trại, nhưng một thời gian sau giảm xuống còn chung thân. Một vụ khác xảy ra sau đó ít lâu khi Minh Con đâm Toản Quảng một nhát thấu tim chết không kịp trốn. Anh Toản chết oan chỉ vì gia đình mới tiếp tế cho ít lương thực, anh để trong hòm khóa lại. Đêm đó, Minh Con mò tới cầm dao nhọn, đang nảy hòm lấy trộm. Toản Quảng nghe động thức dậy, ôm chầm lấy Minh Con từ phía sau. Minh Con bị tóm bất ngờ, choàng dao đâm ngược ra sau để giải vây. Không ngờ mũi dao thọc đúng ngay vào tim Toản, làm anh này chết ngay tức khắc. Sau đó, Minh Con cũng bị xử trong một phiên tòa thiết lập ngay trong trại, kêu án 18 năm. Tù hình sự bao giờ cũng có tên riêng kèm theo tên thật của mình. Anh nào nhỏ thó thì có tên riêng là Con, thí dụ Minh Con. Cả ba anh Chiến Chàm, Yên Con và Minh Con đều có ở chung buồng với tôi một thời gian trên khu kỷ luật. Trong đó Minh Con sống chung buồng với tôi lâu nhất. Luật lệ trong tù tới lúc này cũng khá co giãn, không còn khắt khe như những năm đầu. Người đời thường nói hát lâu thì chầu mỏi. Hoàn cảnh trong tù cũng vậy, lúc đó chúng tôi nhận thấy rõ bầu khí mỏi mệt bao trùm trại Thanh Cẩm.
Không phải chỉ những người tù cảm thấy mỏi mệt, mà ngay cả những cán bộ cũng vậy. Bầu khí căng thẳng, sắc máu, giáo điều và đầy hận thù của những năm đầu khi chúng tôi mới được chuyển ra Bắc không còn nữa, và cơn sốt thời cuộc sau khi Cộng sản chiếm miền Nam đã giảm cường độ một cách rõ rệt. Cuộc sống trong trại tù Thanh Cẩm lúc này dễ thở hơn so với cái thời kỳ hắc ám của 10 năm về trước. Cỏ dại được mùa. Nhớ lại thời kỳ hắc ám, khi tôi mới tới trại Thanh Cẩm khiến tôi vẫn còn thấy lạnh người. Tại sao vào thời đó lòng dạ con người kinh khủng như vậy? Hay là lòng hận thù giống như một thứ bệnh dịch rất dễ lây và nhiều người bị nhiễm? Tại sao vào năm 1979 đó, trại Thanh Cẩm này lại hội tụ nhiều con người hắc ám như thế? Những người có nhiệm vụ áp đảo và trừng trị tù như cán bộ trực trại, cán bộ an ninh, cán bộ võ trang, hoặc những người thay mặt cán bộ để áp đảo tù nhân như các anh trật tự thì không nói gì. Đằng này, những anh tù được chỉ định làm công việc chuyên môn cũng hắc ám không kém, như anh phụ trách văn hóa và cả anh y tá nữa. Riêng về anh tù làm văn hóa tên là Vũ Trọng Thuật thì phải nói là quá quắc. Chức vụ gọi là văn hóa tức là lo việc phát báo chí, thư từ, quà cáp, giúp cán bộ trong các buổi học tập. Nhưng anh văn hóa Thuật này thì thật là một biệt lệ. Lúc bấy giờ Thuật còn rất trẻ, có lẽ chừng ngoài 20 tuổi là cùng. Nghe nói anh ta là một sinh viên bị bắt vì tham gia phong trào phục quốc. Người của Thuật thấp bé con, mặt thỏ, mỏ dơi, mũi nhọn, tướng tá giống như một con chuột nhắt. Khi bước đi thì hai chân dạng ra chữ bát, giọng nói anh ta the thé như giọng gà mái. Một buổi sáng nọ, trước giờ cho ăn trên khu kỷ luật, một anh bạn buồng 2 bên cạnh và tôi ở buồng 3 gọi nhau nói chuyện. Lúc đó tôi đang sống trong buồng 3 với 3 anh tù Trung Quốc. Anh bạn buồng 2 và tôi đứng sát bên cửa sổ nói chuyện có hơi có mùi phản động. Trước lúc nói chuyện tôi đã cẩn thận nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dầu lúc đó chưa tới giờ ăn. Thấy không có ai bên ngoài nên chúng tôi yên tâm để nói chuyện. Dù vậy, khi đang mải mê câu chuyện, tự nhiên tôi có linh cảm rằng như có người bên ngoài đang đứng rình nghe trộm. Tôi bèn dí sát mặt vào song sắt, nhìn ra ngoài lần nữa cho yên tâm. Vì tường nhà kỷ luật rất dày và cửa sổ lại hẹp nên tầm nhìn ra ngoài rất hạn chế. Khi tôi cố nhìn chéo qua góc sát thành cửa sổ thì thấy Thuật đang đứng yên bên ngoài từ lúc nào. Anh ta đứng yên giữa lưng ép sát vào tường như con thạch thùng, và có lẽ đã nghe hết những gì chúng tôi nói nãy giờ. Khi vừa trông thấy tôi, Thuật bước lại đứng ngay bên ngoài cửa sổ, chỉ cách tôi bằng một hàng rào song sắt. Trong lúc tôi đang bối rối và ngượng ngùng, chưa biết phải làm gì, thì Thuật lên tiếng, giọng nhẹ nhàng và sắc bén. Hai anh nãy giờ nói cái gì, hả? Tôi yên lặng, chưa biết trả lời sao, thì Thuật lại lên tiếng nói tiếp. Anh Lễ, nãy giờ nói cái gì? Tiếp tục nói đi. Tôi nghe nói nhiều lắm mà sao bây giờ anh câm hả anh Lễ? Nói đi, nói nữa đi anh Lễ. Tự nhiên bị câm à? Tôi thấy tình thế này quái đản mà trơ trẽn quá nên quay đi, định bước lui vào phía bên trong. Nhưng Thuật lên giọng gọi lại. Anh Lễ, đứng lại đây, anh không được đi. Anh bước lại đây, tôi muốn nghe anh nói. Lúc đó vừa xấu hổ vừa bực mình, vừa điên tiết trước thái độ quá quắt của tên trẻ con hắc ám này. Nên tôi lui bước, ngồi lên bệ nằm bằng xi măng, không thèm quay lại cửa sổ. Thái độ này của tôi đã làm Thuật nổi giận. Nó nói to, anh Lễ, lại đây. Tôi bảo lại đây anh nghe không? Hay là anh muốn tôi xuống gọi cán bộ lên? Tôi chợt suy nghĩ rất nhanh. Nếu tôi không trở lại cửa sổ, anh ta sẽ bực tức xuống gọi cán bộ hoặc trật tự bộ đình thi lên. Chắc chắn tôi bị một trận đòn sống chết nữa. Trong khi lần hành hạ vừa rồi làm cho tôi chưa đi đứng vững. Nghĩ vậy, tôi bước trở lại cửa sổ và đứng đối diện với Thuật. Anh ta từ bên ngoài dùng ngón tay trỏ xỉ tới xỉ lui vào trán tôi, nghiêm mặt nói, anh hãy liệu thần hồn, nghe anh Lễ, vào đây rồi, anh phải bỏ tư tưởng phản động đi nghe anh Lễ nhé. Anh đang đòn như thế thì vẫn chưa đủ hả anh Lễ? Tôi ngượng ngùng đứng lặng yên như trời trồng, máu bắt đầu sôi lên trong huyết quản, mặt tôi nóng lên. Sau câu đó, Thuật dừng lại một chút, đòn tiếp tục.
Lần này tôi tha cho anh, nhưng anh hãy liệu thần hồn. Nếu tôi mà bắt được anh nói chuyện phản động lần nữa, anh đừng có trách tôi nghe anh Lễ nhé. Nói xong, anh ta bỏ đi. Đợi cho Thực đi khỏi khu kỷ luật, tôi quay lại chỗ nằm. Cả buồn nhìn nhau thinh lặng. Riêng tôi cảm thấy máu đang sôi sùng sục lên trong huyết quản, làm mặt tôi nóng bừng như lò lửa. Sự bực tức quá độ làm tôi phát điên thật sự. Tôi nắm bàn tay phải là thật chặt, đấm rầm một phát mạnh như trời giáng xuống sàn nằm bằng xi măng và gầm lên: "Đủ mẹ, tao giết hết nhân loại này!" Bàn tay tôi bật máu ra lênh láng. Tôi ôm lấy bàn tay đầy máu me trong tay kia và gào lên: "Thuật ơi là thuật, thuật ơi là thuật! Tới chết tao vẫn quên mày, tao vẫn không quên mày, thuật ơi là thuật!" Lúc đó ba anh tù Trung Quốc yên lặng ngồi nhìn. Họ biết tôi đang lên cơn điên, nhưng không thể nào hiểu được câu chữ thề ghê gớm của tôi vừa rồi. Đó là câu chữ thề đầu tiên và cũng là duy nhất của tôi trong 13 năm tù, và có lẽ cũng là duy nhất trong cả đời tôi. Sở dĩ lúc đó tôi phát điên lên vì những lý do sau đây. Thứ nhất, trong cái xã hội loài người lúc đó thì tên Vũ Trọng Thuật này chỉ là một thằng ôm con, một thằng con nít, một thằng hèn mạt, một thằng bần cùng, một thằng nhãi con hỉ múa chưa sạch. Thứ nhì, hắn không phải là cán bộ cộng sản. Hắn cũng bị bắt vô tù vì tội tham gia phong trào phụ quốc, tức là phong trào chống cộng, phong trào muốn tiêu diệt chế độ cộng sản. Thứ ba, chức vụ văn hóa của hắn không phải là để giúp cán bộ khống chế tù nhân như vai trò của anh Trật Tự, nói rõ hơn là của Bùi Đình Thi. Thứ bốn, cả đời tôi tới lúc đó chưa bao giờ phải chịu cái cảnh đứng yên như trời trồng cho một thằng vô lại, một thằng bằng tuổi con của tôi xỉ xỏ vào trán và đai nghiến như thế. Ngay cả lúc Bùi Đình Thi đánh đập tôi thập tử nhất sinh, chửi tôi rất tục tằn, tôi cũng chưa phải chịu cái cảnh quái đản này. Xin độc giả hiểu và tha thứ cho tôi về câu chửi thề rất bực gớm ghê mà tôi đã thốt ra trong cơn điên loạn nói trên. Nếu có bạn đọc nào khắt khe và cái đáng tôi là một linh mục xấu xa, một linh mục không xứng đáng, tôi xin cúi đầu chấp nhận. Tình thế đổi thay. Sau những đợt tù miền Nam được tha về hoặc được chuyển vào Nam, có một số tù hình sự được bổ sung vào và con số tù nhân trong trại lúc nào cũng ở con số chừng 400 người. Khi Trật Tự Bảy Chà được tha về, một anh tù hình sự tên là Tơ lên thay thế làm Trật Tự. Anh Trật Tự hình sự này cao to và rất khỏe. Đám tù hình sự rất kiêng nể anh. Mặc dù vậy, anh ta đối xử với số tù chính trị còn lại và nhất là đối với các tù nhân linh mục rất tử tế và kính nể. Ngược lại, chúng tôi cũng giúp anh về nhiều mặt, vì lúc đó chúng tôi nhận được quà tiếp tế từ miền Nam tương đối dễ dàng. Chúng tôi gọi anh Trật Tự Tơ bằng cái tên thân mật là Jimmy, theo cách thức trong báo Nhân dân viết tên của vị Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Jimmy Carter. Điều đáng nói là suốt thời gian 1977 tới 1981, ông Jimmy Carter làm Tổng thống Mỹ. Tôi chỉ biết tên của ông trên mặt báo, nhưng chưa bao giờ được thấy hình của ông, nên cũng chẳng hình dung được con người ông ta ra sao. Cuộc sống trong tù khá hơn, và những người có gia đình khá giả hay có bà con nước ngoài tiếp tế thì dư thừa, sống thoải mái. Trong khi đó, các cán bộ vẫn thiếu thốn, nghèo sơ, nghèo xác. Lúc đó họ hiểu ra những công thức chính trị rỗng tuếch không làm cho bao tử người ta đầy, không mang lại cơm hai bữa, không mang lại áo quần, thuốc men cho cuộc sống hàng ngày. Nếu cả nước lúc đó đang lâm vào tình trạng đói khổ, thì các cán bộ làm việc trong các nhà tù là những người thiệt thòi nhất. Trong tình thế đó, đồng tiền lại ngoi lên, chiếm vị trí cố hữu của nó, như lối định nghĩa đồng tiền của mấy anh tù hình sự bằng mấy câu có vần như sau. Đồng tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là đà danh vọng, là lọng che thân, là cân công lý, đồng tiền hết ý. Và đồng tiền hết ý thật, chính đồng tiền đã trở thành cây cầu bắc ngang qua lằn ranh ngăn cách giữa cán bộ và tù nhân để tạo nên mối tương quan hai chiều. Trong mối tương quan này, cả hai cùng có lợi.
Vào những năm cuối cùng ở trại Thanh Cẩm, các linh mục chúng tôi sống chung nhau trong một khu vực kiên giam mới, ngăn cách với số tù nhân khác. Lúc bấy giờ có một số các bà giáo dân xứ Bắc Hải ở khu vực ngã ba Ông Tạ trong Nam, vì thương hoàn cảnh các linh mục bị tù quá lâu nên đã tự động quyên góp và tổ chức gửi quà cho chúng tôi theo đường bưu điện. Chúng tôi không hề biết mặt những ân nhân hiếm có này, chỉ biết họ qua các tên đề ngoài những gói quà và các thư ngắn kèm theo. Dần dần, chúng tôi trở nên thân thiết với các bà các cô trong nhóm ân nhân đó. Trong hoàn cảnh ấy, chỉ có các phụ nữ mới có thể làm các việc như thế mà không sợ bị dòm ngó theo dõi. Các linh mục, tuy là ở khu kiên giam, nhưng nhờ sự giao tế quà cáp với cán bộ, nên thỉnh thoảng chúng tôi cũng được dễ dàng trong việc tiếp xúc với anh em buồn khác. Nhờ đó, chúng tôi có thể giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho một số tù nhân cần giúp, nhất là những người sống trong trại lâu năm mà không có thân nhân, đặc biệt là nhóm tù hình sự. Chúng tôi cũng trao tặng ít quà cáp cho các cán bộ làm việc trong trại. Vì sự giúp đỡ đó mà anh em tù nhân mỗi khi nhận được quà từ các linh mục thường gọi đùa là Vatican viện trợ. Báo chí của đảng. Lúc đó chúng tôi cũng được phát báo để đọc hàng ngày. Tiếng trong tù gọi là học tập báo chí. Chỉ có hai tờ báo là Nhân dân và Quân đội Nhân dân. Tôi để ý thấy là người ta dùng hai chữ Nhân dân khá nhiều. Cái gì cũng Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân. Có điều tôi không hiểu và vẫn còn thắc mắc hoài là tại làm sao người ta lại không gọi Ngân hàng Nhân dân mà lại gọi là Ngân hàng Nhà nước. Tin tức báo chí thật ra chẳng có gì đáng đọc. Vì là cơ quan tuyên truyền của đảng nên các bài báo phần nhiều nặng về tuyên truyền, đầy những lý luận khô khan nhàm chán. Báo Quân đội Nhân dân thỉnh thoảng còn có các bài viết về khoa học, lịch sử, y học. Còn báo Nhân dân thì toàn chính trị là chính trị. Cầm tờ báo lên chẳng biết đọc cái gì. Nơi trang nhất của báo Nhân dân bao giờ cũng đăng tin tức về thành quả nông nghiệp, thành tích thu hoạch các vụ hè thu, vụ đông xuân của hợp tác xã này hoặc hợp tác xã nọ là bao nhiêu tấn thóc. Bao giờ các vụ thu hoạch này cũng vượt chỉ tiêu. Có những hợp tác xã vượt chỉ tiêu thấy mà phát sợ. Đọc tin tức nông nghiệp trên báo Nhân dân nhiều lúc tôi đâm ra lo. Nếu tình trạng vượt chỉ tiêu này kéo dài mà nhà nước ta không lo xuất khẩu gạo cho nhanh, thì đất nước ta lấy kho lẫm đâu mà chứa cho hết số thóc. Có anh bạn tù mỉm cười nói nhỏ vào tai tôi. Anh đừng có lo, trong tờ báo Nhân dân này chỉ có cái địa chỉ của tòa soạn là đúng thôi. Điểm đặc biệt của báo Nhân dân là rất ít đăng hình ảnh, chỉ trừ một bức hình nho nhỏ nơi trang nhất, hoặc cùng lắm là có thêm một hình nhỏ hơn ở cuối trang. Còn lại kín cả tờ báo toàn chữ là chữ. Bình thường cầm tờ báo lên đã chóng mặt với rừng chữ, nhưng nếu vào các dịp đại hội đảng thì chữ nghĩa càng nhiều và nhỏ hơn. Tôi nhớ những lần tờ báo đăng nguyên văn bản báo cáo chính trị của Tổng Bí thư đảng trải dài hết trang này qua trang khác. Nhìn vào những trang báo này làm tôi rợn người. Có lần tôi cũng quyết tâm đọc thử một lần cho biết coi người ta nói cái gì trong bản báo cáo chính trị đó. Sau khi đọc mỏi cả mắt, tôi mới thấy chữ thì nhiều nhưng ý chẳng được bao nhiêu. Tôi chợt nghĩ thương cho các đại biểu ngồi trong hội trường phải nghe cho hết bản báo cáo chính trị này, thỉnh thoảng còn phải vỗ tay theo người đọc nữa. Cảnh này chắc cũng mệt, không kém gì tôi đang ngồi đập đá dưới nắng hè trong tù Thanh Cẩm trong ngày có gió Lào. Cũng nhớ lần tôi thấy trong báo Quân đội Nhân dân đăng bức hình của ông Nguyễn Cao Kỳ mang kính đen, đang chen chúc giữa đám đông, cố ôm càng máy bay trực thăng ở tòa đại sứ Mỹ để di tản khỏi Sài Gòn. Tôi không biết đây là hình thật hay người ta dùng kỹ thuật ghép hình để cố ý bêu xấu ông. Bên dưới tấm hình in những lời lẽ có tính cách sỉ nhục ông Kỳ khá nặng nề. Học tập chính trị. Ngoài ra, các tù nhân năm nào cũng có một đợt học tập chính trị trên hội trường. Những lớp này được tổ chức chung cho cả tù hình sự lẫn chính trị. Có một cán bộ tuyên huấn từ trung ương về nói chuyện. Và thường thì năm nào cũng một cán bộ đó, vì cứ bốn cũ soạn lại nên chúng tôi gần như thuộc nằm lòng những gì ông ta nói. Năm nào cũng được nghe ông ta nói về tương lai giàu mạnh của đất nước mình,
nhờ dầu hỏa và kể lại câu chuyện ông ta đi thăm nước Kuwait là nước có nhiều dầu hỏa. Dịp đó ông thấy trẻ con Kuwait chơi đánh đáo bằng những đồng tiền bằng vàng. Ông kết luận mỏ dầu nước ta còn lớn hơn mỏ dầu Kuwait và sẽ có lúc trẻ con Việt Nam chúng ta sẽ chơi đánh đáo bằng tiền vàng. Vì năm nào con vẹt này cũng kể lại câu chuyện đánh đáo, nên mỗi lần được thông báo là có đợt học tập chính trị, chúng tôi là bảo nhau chuẩn bị có đợt đánh đáo. Và đúng y như vậy. Trong một lần, khi cái máy nói có nước da tái nhợt và hàm răng vẩu, sau một lúc phùng mang trợn má nói tràn gian đại hải như chiếc máy ghi âm mở volume lớn, sau đó tới màn đánh đáo bằng tiền vàng. Lúc ông ta đang say sưa đánh đáo, thì từ phía sau hội trường, chỗ đám tù hình sự ngồi, vang lên một tiếng chửi thề thật to, địt mẹ ăn sánh mà nó phét. Nghe câu nói đó, cả hội trường cười ầm lên, nhưng chỉ có tù hình sự dám cười, còn tù chính trị chúng tôi thì cứ phải giả vờ như không nghe. Người cán bộ tuyên huấn đang đánh đáo bị mất hứng dừng lại, trong khi cán bộ quản giáo đội hình sự đứng lên quát to, anh nào, anh đoạn nó bố láo thế hả, anh nào, anh nào. Không anh nào nhận, cán bộ chỉ mắng qua loa rồi bỏ qua, vì biết là tù hình sự, nếu là tù chính trị chúng tôi chắc là hậu quả sẽ không lường được. Tin tức bên ngoài. Hoàn cảnh của đội linh mục chúng tôi trong năm cuối cùng ở trại Thanh Cẩm dễ chịu hơn. Nếu trước đây những cán bộ làm việc trong tù giống như những con ngựa kéo xe bị bịt hai mắt chỉ nhìn thấy được con đường chuyên chính vô sản, thì bây giờ họ đã bắt đầu nhìn qua hai bên và nhận ra rằng đó là con đường cùng, là con đường cùng của sự nghèo khổ và dốt nát. Trong khi đám cán bộ thì nghèo khổ, đói khát và thèm thuồng, thì ngược lại số tù nhân có thân nhân ở nước ngoài gửi quà về và họ được sống sung túc. Hoàn cảnh đó đưa đến tình trạng giao hảo song phương, cả hai cùng có lợi. Các cán bộ cũng không phải quá nghèo hèn, túng thiếu như trước, và các tù nhân chúng tôi cũng được thoải mái hơn. Cũng trong năm sau cùng này, các linh mục không còn bị nhốt suốt ngày trong buồng, nhưng được giao cho việc trồng rau xanh nơi mảnh vườn bên bờ sông Mã, ngay trước cửa trại. Công việc cũng không có gì là vất vả lắm, chỉ lo việc trồng hoa màu cho trại. Tuy chúng tôi phải thay phiên nhau gánh nước tưới rau, nhưng bù lại cũng được đi lại hít thở khí trời, và nhất là mỗi buổi chiều được xuống sông tắm trước khi nhập trại. Lúc đó, nhờ được thân nhân từ miền Nam ra thăm, nên chúng tôi biết được nhiều loại tin tức, đặc biệt nhất là tin về một số tù nhân được tha về có thể được qua định cư ở Mỹ. Chúng tôi cũng biết một số anh em được tha về đã vượt biên thành công, họ đang ở Mỹ, ở Úc. Có người còn gửi thư và hình ảnh về khiến cho chúng tôi càng thêm háo hức. Căn cứ vào những đợt tha trở nên thường xuyên hơn và số người được tha cũng nhiều hơn, cộng với những đợt chuyển tù về Nam và qua tin tức về sự can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ, chúng tôi cũng đoán biết sắp có sự thay đổi, mặc dầu không biết là sẽ thay đổi như thế nào. Tin tức thì nhiều vô kể, nhưng đại loại chỉ có hai loại tin, tin vui và tin buồn. Tin vui phần lớn là phù hợp với tâm trạng những người còn trong tù. Có người còn khẳng định là sau này mình sẽ sống tại tiểu bang nào ở Mỹ vì có gia đình thân nhân đang sống tại đó. Lúc đó có nhiều người thực sự ngây ngất với cái viễn tưởng trong tương lai sẽ qua Mỹ và đã xin người nhà mang các loại sách học tiếng Anh vào để chuẩn bị. Sách tiếng Anh và các loại từ điển lớn bé có khá nhiều trong trại lúc này. Bên cạnh những tin vui, cũng có tin buồn. Chúng tôi cũng đau lòng biết được một số anh em sau khi ra về đã gặp cảnh trái ngang, phần nhiều là vợ đã sang ngang. Có người trở về trong sự khinh rẻ của gia đình vợ con vì không còn chức tước địa vị như thời trước nữa. Có trường hợp đau lòng hơn khi người chồng ra khỏi tù về nhà bất ngờ bắt gặp chiếc nón cối trong phòng ngủ của vợ. Chúng tôi nghe các loại tin buồn đó mà chỉ biết cúi đầu thinh lặng và cố đặt mình vào hoàn cảnh đó
để bày tỏ sự cảm thông. Những loại tin tức buồn vui lẫn lộn đó giúp chúng tôi tạm quên đi cuộc sống quá nặng nề của một người tù biệt xứ. Chúng tôi đang mong có một sự chuyển biến. Cuối cùng rồi, thì điều ước mong đó cũng đã xảy ra. Trở về mái nhà xưa. Ngày 27 tháng Giêng năm 1988, bất thần chúng tôi được lệnh chuyển trại. Như vậy, tính ra tôi đã ở trại thanh cẩm này còn thiếu 6 tháng nữa là đúng 10 năm. Trong lần chuyển trại đó, tất cả tù nhân miền Nam cùng với nhóm tù Trung Quốc đều rời trại thanh cẩm và được đưa về trại Nam Hà trong tỉnh Hà Nam Ninh. Trại Nam Hà đối với những người khác thì mới, nhưng riêng đối với tôi là trở về mái nhà xưa. Tôi đã từng sống trong trại Nam Hà 11 năm về trước, khi vừa bị chuyển từ trong Nam ra vào tháng 4 năm 1977. Lần này tôi quay trở lại trại Nam Hà với tâm trạng chán chường và buồn nản của con người đang đi trong một vòng tròn khép kín. Vòng tròn đó bắt đầu từ lúc tôi bị gọi ra khỏi buồng sáu trại Nam Hà trong đêm Giáng sinh 1977 để đưa lên trại Trừng Giới quyết tiến cổng trời. Năm 1978 tôi được chuyển về Thanh Cẩm, để rồi 11 năm sau lại lộn trở về đây. Lúc từ giả trại này ra đi, tôi là một thanh niên khỏe mạnh 34 tuổi. Lần này trở lại, tôi đã là một người trung niên 45 tuổi, thương tật đầy người và tóc đã trổ màu muối tiêu. Về cấu trúc, trại Nam Hà không thay đổi nhiều trong thập niên qua. Chỉ có thêm một số dãy nhà cạnh nhà bếp nằm sát bờ tường hướng ra cổng trại. Và phía sau khu nhà này là khu nghĩa địa khá lớn mà lúc tôi ở đây chưa có. Cảnh đập vào mắt tôi mạnh nhất là sự bừa bãi lộn xộn và bệ rạc của các buồng giam. Ngày tôi còn ở đây, phía sau các buồng là đường đi rộng rãi và sạch sẽ. Bây giờ nơi đó được che thêm những tấm vải bạc, vải nhựa chi chít như cái sạp bán cá của chợ cầu Ông Lãnh trước kia. Ngày trước, xung quanh các buồng sạch sẽ, thoáng mát, phía trước buồng có trồng hoa, cây cảnh. Bây giờ nơi đó là những hòm rương, thùng thao, son chảo, chén bát, bao bì, túi khói v.v. không thiếu một thứ gì trên cõi đời này. Trại tù Nam Hà lúc này chẳng khác chi khu chợ chó đường Hàm Nghi ở Sài Gòn trong những năm Cộng sản chưa chiếm miền Nam. Khi tới nơi, tôi mới biết là cũng có nhiều tốp tù nhân miền Nam từ các trại khác ở rải rác miền Bắc cũng được chuyển về đây, biến trại Nam Hà thành một kho chứa hàng. Vì thế, chỉ trong một thời gian ngắn, số tù nhân trở nên đông đúc một cách lạ thường. Nhưng tôi không biết rõ là bao nhiêu, nhưng phải trên con số 1.000 người. Tôi gặp lại vài ba anh em ở chung với tôi hồi trước. Bây giờ họ thay đổi rất nhiều qua năm tháng. Khi hỏi thăm mới biết hầu hết những người ở chung với đội với tôi hồi trước bây giờ đã chết. Phần nhiều là chết đói và chết bệnh. Xác của họ được chôn ở nghĩa địa nằm sát bờ rào của trại. Hỏi thăm kỹ mới biết phần lớn những người chết đó là thành phần trẻ, vì những anh em trẻ này lúc đói quá đã ăn các loại rau rừng dơ bẩn, phần đông chết vì bệnh kiết lỵ. Trong trại lúc đó có một số tướng lãnh miền Nam. Họ tới trại Nam Hà sau khi tôi được chuyển lên cổng trời. Tôi không biết nhiều về các vị tướng lãnh này, vì chỉ có tướng Trần Bá Di là tôi quen. Vì lúc ông Trần Bá Di làm tư lệnh sư đoàn 9 đóng ở Sa Đéc và sau này về Vĩnh Long, cũng là lúc tôi đang làm việc tại nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long và tướng Trần Bá Di hay đi lễ nhà thờ tại đó. Tôi cũng đã gặp một số anh em linh mục tuyên quý từ các trại khác đưa về đây, có vài người cùng học với tôi trong đại chuẩn viện Sài Gòn trước kia. Dấu ấn kỷ niệm. Sáng hôm sau, nhóm từ trại Thanh Cẩm tới được phân phối vào các đội và các buồng. Tình cờ tôi lại vào buồng 6, là buồng trước kia, nơi tôi bị gọi ra trong đêm Giáng sinh 1977. Chẳng phải hạnh phúc gì khi được trở lại buồng cũ, vì buồng nào cũng chỉ là buồng nhốt tù. Nhưng dầu sao, cũng là dịp tôi nhìn lại những dấu ấn kỷ niệm quen quen của đời tù. Tôi lại cố ý chiếm cái chỗ cũ của tôi trong góc phía trên. Nhìn lên bờ tường,
tôi vẫn còn thấy cây đinh mà chính tay tôi đã đóng 11 năm về trước để treo lon nước. Cây đinh vẫn còn đó, nhưng đầu cây đinh đã mòn bóng láng. Đêm đầu tiên, tôi luôn bị chập chờn trong giấc ngủ. Tôi nằm yên nhắm mắt, nhưng cứ tưởng như mình đang nằm ở đây vào đêm 24 tháng 12 năm 1977. Trong phút chốc, khoảng thời gian 11 năm lao tù của tôi lướt qua như không hiện hữu. Tôi tưởng chừng như đang nằm đây, ngủ một giấc ngủ thật dài đúng 11 năm. Một giấc ngủ với thật nhiều ác mộng, và hôm nay tôi chợt giật mình thức giấc. Khi tỉnh dậy mở mắt ra nhìn lên tường, vẫn còn thấy cái lon Gigo đựng nước uống treo lủng lẳng trên cây đinh tôi đóng trên tường. Có khác chăng là bạn bè nằm kế bên tôi, lúc này là những người mới, già nua hao mòn và mệt mỏi. Ngày hôm sau và những ngày kế tiếp, chúng tôi vẫn chưa đi lao động vì còn phải lo làm các thủ tục hành chánh, khám xét đồ đạc, lo khám bệnh, lo việc lưu ký tiền và đồ vật. Cán bộ trong trại toàn là những người lạ. Chỉ có một người tôi đã gặp 11 năm về trước, đó là Thượng úy Thịnh. Khi chúng tôi mới tới trại Nam Hà năm 1977, anh này mới là thượng sĩ trực trại. Tôi nhớ rất rõ vì anh có những nét đặc biệt khó quên. Người anh cao to, nước da đen, chân mày rậm và xước. Khi bước đi, lưng anh hơi khum và khuỳnh hai cánh tay cho oai vệ hơn. Thời đó, Thượng sĩ Thịnh là một thứ hung thần và được chúng tôi tặng cho biệt hiệu là Quận Hách. Bây giờ, sau 11 năm, gặp lại Quận Hách đã là thượng úy. Nhưng có lẽ bị thất sủng nên chỉ làm quản giáo, coi một đội hình sự làm thủy lợi. Cán bộ trực trại bây giờ là Trung úy Lực, khoảng ngoài 30 tuổi, nước da ngăm đen. Mặc dù còn trẻ, nhưng tóc anh đã bạc rất nhiều. Trung úy Lực không mấy khi cười nói, nhưng anh em ở đây lâu cho biết, anh ta rất tốt và dễ dàng với tù nhân. Sau này, tôi được biết đa số tù nhân miền Nam ở đây là những người có của. Họ đã giúp cán bộ trực trại và các cán bộ khác rất nhiều, và điều này đã tạo nên sự thân thiện, gần gũi giữa cán bộ và tù nhân. Qua ngày thứ hai, chúng tôi lo làm thủ tục gửi tiền lưu ký. Vào những năm sau cùng ở trại Thanh Cẩm, tù nhân được liên lạc với gia đình khá dễ dàng, nên nhiều người được gia đình gửi tiền ra cho. Với luật lệ trong tù, chúng tôi không được giữ tiền mặt mà phải gửi lưu ký, giống như mở trương mục trong ngân hàng. Tiền bạc và sổ sách do cán bộ tài vụ của trại cất giữ. Khi cần mua bán gì, cán bộ sẽ ghi vào sổ riêng của từng người. Lúc còn ở trại Thanh Cẩm, những ai có tiền cũng có thể nhờ cán bộ giúp mua vài thứ hàng lặt vặt. Khi về trại Nam Hà này, tôi mới ngạc nhiên về tình trạng mua bán công khai và nhộn nhịp như một siêu thị. Thậm chí có vài người chuyên nghề buôn bán phát tài và gửi tiền về gia đình. Những người này được tặng danh hiệu là chành. Có vài anh chành buôn bán phát đạt bằng mấy lần người dân bên ngoài. Điều này càng xác định hơn nữa cho sức mạnh của đồng tiền. Gió thoảng trưa hè. Cán bộ tài vụ tại Nam Hà lúc bây giờ là một phụ nữ. Chiều hôm đó, trong khi chúng tôi đang nhộn nhịp thu xếp đồ đạc trước cửa buồng, thì người nữ cán bộ đó bước chân vào sân, tay cầm quyển sổ bìa cứng màu đen khá dày. Khác với thái độ ngăn cách và hách dịch của nhiều cán bộ lo phần hành chuyên môn mà tôi đã từng gặp ở các trại, cô cán bộ tài vụ này rất duyên dáng. Cô bước vào sân với nụ cười thật tươi trên môi. Khi chúng tôi quay lại chào thì cô tươi cười đáp, gớm sao mà các anh lắm đồ đạc thế, đồ đạc các anh linh tinh thế. Đó là câu đáp lại lời chào của chúng tôi. Sau đó cô tự giới thiệu là cán bộ tài vụ của trại và bảo ban đội trưởng báo cho anh em tới để xác nhận tiền lưu ký của trại Thanh Cẩm chuyển đến. Nói xong cô ngồi ngay xuống bậc thềm cao của buồng giam trong khi chúng tôi đứng vây quanh chờ đợi. Trong khi chờ đợi gọi tên mình, tôi để ý quan sát người nữ cán bộ khoảng 30 tuổi này. Cô đã gây ấn tượng tốt cho tôi ngay từ phút đầu. Vóc người cô nhỏ nhắn và gọn gàng, làn da trắng ngần, khuôn mặt trái xoan và có sự hài hòa cân đối giữa mũi, miệng và đôi mắt. Cô mặc áo sơ mi trắng, quần đen, chân mang dép nhựa đen, có gót khá cao. Tôi đoán là cô muốn cho mình cao hơn một chút với đôi dép này. Đầu để trần, mái tóc được kẹp và vắt ngược lên trên đỉnh đầu một cách đơn giản, nhưng làn tóc mây dài lại được nhẹ nhàng thả xuống hai bên má.
Cô không trang điểm, không chải chuốt, tất cả đều bình dị và tự nhiên. Mới nhìn qua, tôi thấy cô không phải là một người phụ nữ đẹp sắc sảo, nhưng cô có nét đẹp bình dị và rất duyên dáng trong cách gợi chuyện và cách nói năng với những người đang tiếp xúc. Người nữ cán bộ này nói năng chậm rãi, nhẹ nhàng và khi cười để lộ hàm răng trắng có hai chiếc răng khểnh. Khi nói chuyện, cô có thói quen kéo dài tiếng sau cùng tạo nên một vẻ rất là độc đáo. Cô hay dùng chữ gớm một cách khéo léo để diễn tả thật nhiều ý nghĩa trong nhiều trường hợp. Có một anh vì chữ ký có vẻ tài tử, sau khi kiểm lại số tiền và ký tên vào sổ, được cô chiếu cố với nụ cười hồn nhiên khi nhìn chữ ký với câu nói: "Ôi giời ơi, chữ ký của anh sao mà gớm thế?" Sau khi hoàn tất thủ tục sổ sách, cô ở nán lại trong sân hỏi thăm chúng tôi một lúc rồi từ giã ra đi. Có mấy người bàn tán sau khi cô bước ra khỏi sân. Những ngày tiếp theo, tôi tìm thăm lại các bạn đã ở với tôi trại này trước kia. Trong số đó có mục sư Điểu Huynh là người thượng. Ngày trước chúng tôi chơi rất thân và thường để giờ chia sẻ kinh thánh với nhau. Từ 11 năm qua, Điểu Huynh vẫn ở trại này, nên qua anh tôi có thể biết được tất cả những diễn tiến trong trại. Những biến cố gì quan trọng đã xảy ra, như những nhóm nào tới, những ai được tha về, ai đã chết và chết bằng cách nào v.v. Những ai được chuyển về Nam thế nào. Qua anh Điểu Huynh tôi cũng được biết người nữ cán bộ tài vụ đó tên là K.T. là một người rất được anh em quý mến. Về lại chốn xưa, nhìn khung cảnh của trại và cảnh vật xung quanh, tự nhiên tôi nhớ rất nhiều những người bạn ở cùng buồng này, mà bây giờ họ đã nằm yên dưới lòng đất. Tôi nhớ từng người, từng tên, từng khuôn mặt và cả tính tình và cách ăn nói cũng như lối pha trò vui của họ. Giờ thứ 25. Tôi về đây không bao lâu thì có đợt tha thật đông và thật linh đình trong dịp Tết năm 1988. Thì ra, sở dĩ tù nhân miền Nam các trại khác được tập trung về đây là để nhà nước biểu diễn trong đợt tha ngoạn mục này. Đây là đợt phóng thích được tổ chức một cách rầm rộ nhất từ trước tới nay. Trong lễ phóng thích, có rất đông cán bộ trung ương cùng với phái đoàn báo chí và các hãng thông tấn trong và ngoài nước. Số tù miền Nam được tha trong đợt này lên tới mấy trăm người. Cũng trong lần tha đó, tất cả tù linh mục từ miền Nam chuyển ra Bắc từ hơn 10 năm trước đều được về. Chỉ còn sót lại hai người là cha Nguyễn Bình Tĩnh, thuộc giáo phận Ba Mê Thuộc và tôi. Cũng vì có các phóng viên nhà báo, nên trong ngày lễ phóng thích đó, những người nào không được tha đã bị đưa đi giấu ngoài đồng. Một số khác, trong đó có tôi, bị nhốt trong các buồng nằm tận bìa rào của trại. Cửa bị khóa, cửa sổ bịt kín và cổng vào buồng cũng khóa. Điều tệ hại hơn nữa là những người bị giấu này lại bị quên cho ăn. Tới khi lễ phóng thích xong và phái đoàn báo chí rời trại rồi mới được ăn bữa sáng, lúc bấy giờ đã gần 4 giờ chiều. Hôm đó, những ai được tha về thì hí hửng như lên mây, còn người ở lại đói mờ con mắt. Sau khi đọc lệnh tha, trại tù Nam Hà trở nên tưng bừng náo nhiệt chưa từng thấy. Hàng ngàn con người đi lại rộn ràng giữa các buồng và trong sân. Chỗ nào cũng vang dậy tiếng cười, tiếng nói, tiếng gọi nhau ơi ơi. Tôi buồn bã ngồi một chỗ, tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực và theo dõi cảnh người ta bắt tay từ giã, nhắn gửi, dặn dò nhau, trông chẳng khác nào một đàn ông vỡ tổ. Những thứ đồ đạc, hòm rương, bao bì, túi cói, nồi niêu, son chảo mà hàng chục năm nay cố xếp gọn vào một nơi nào đó, bây giờ được vỡ tung ra nằm la liệt khắp nơi. Đồ ăn, thức uống, gạo thóc, củi đuốc được lôi ra. Thứ gì có thể mang theo được thì mang, cái gì trối lại cho người ở lại thì cho, còn cái gì không cần thì vứt đi. Với con số được tha về đông như thế, nên họ bày biện đồ đạc đầy ngập cả buồng, tràn ra tới ngoài sân. Số người được về như đang sống trên mây, họ cứ phải di chuyển liên tục. Sự vui mừng quá độ bắt buộc miệng họ phải nói, chân họ phải bước đi. Họ lăn sang bắt tay người này, vỗ vai người nọ, mừng mừng tủi tủi, chúc nhau muôn điều may mắn trong cuộc sống tương lai. Tự nhiên, tôi nhớ lại hình ảnh trong phim Mười Điều Răn, đoạn diễn tả cảnh người Do Thái nhộn nhịp trong ngày ông Mô-xê dẫn họ ra khỏi nước Ai Cập, chấm dứt thời kỳ nô lệ. Nhìn cảnh anh em bắt tay từ giã ra về, lòng tôi buồn vô hạn.
nhất là khi thấy các anh em linh mục đã từng chung sống với tôi trong nhiều năm qua, khiến tôi bị hụt hẫng và cảm thấy bị mất mát quá lớn. Những năm tháng dài anh em sống chung với nhau, tôi không nhận thấy hết được ý nghĩa của một thứ tình gia đình. Giờ đây, qua giây phút chia tay, tôi chợt thấy trống vắng và mất đi sự hỗ trợ tinh thần rất cần cho cuộc sống trong tù. Lúc đó, hai hàng nước mắt tôi chảy dài một cách tự nhiên và tôi không sao kềm hãm được. Không hiểu tại sao tôi đã khóc. Về sau này, có thì giờ suy nghĩ, tôi biết lúc đó tôi khóc vì phải chia tay với những người quá thân ái, quá gần gũi và giúp tôi rất nhiều trong những năm chung sống. Nhất là giai đoạn tôi vừa ở nhà kỷ luật mới ra, với thân tàn ma dại và tinh thần sa sút. Sự nâng đỡ về tinh thần và vật chất của các anh em linh mục thật quý báu đối với tôi lúc bấy giờ. Một lý do khác làm nước mắt tôi chảy dài là tôi cảm thấy quá xót xa cho thân phận mình. Tôi thật sự bị hụt hẫng vì đã đặt hy vọng quá nhiều sẽ có tên trong đợt tha này. Sáng hôm đó, có mấy anh em linh mục đi ngang qua chỗ tôi nằm nhưng chỉ dám liếc nhìn mà không dám tới. Tôi biết là các anh em rất thương và cảm thông với tâm trạng đau buồn của tôi nên không tới bắt tay từ giã, sợ tôi càng buồn hơn. Nhớ lại thời gian các linh mục ở riêng biệt trong khu kiên giam trại Thanh Cẩm, tôi coi đó như một hồng ân. Mặc dù sống chung lâu ngày trong phòng giam chật hẹp và thiếu thốn mọi tiện nghi, đôi khi giữa chúng tôi cũng có những va chạm, xích mích và cãi vã nhau. Có lúc cũng nặng lời to tiếng, nhưng không bao giờ chúng tôi để các sự va chạm ấy kéo dài qua đêm. Vì ở trong khu vực riêng biệt, có tường rào bao bọc nên chúng tôi có điều kiện thuận tiện để làm lễ đồng tế hàng ngày sau giờ điểm danh vào buồng. Trước khi cùng dân thánh lễ, nếu ai có điều gì buồn phiền và xích mích nhau trong ngày, anh em xin lỗi và tha thứ cho nhau để mọi người trở nên hòa thuận tốt đẹp. Dĩ nhiên, đã là con người thì ai cũng có khuyết điểm, dù họ là linh mục hay người thường. Hoàn cảnh tù đầy nghiệt ngã có khi đã đẩy con người xuống đáy tầng địa ngục. Lúc đó, bản tính bất toàn của con người muốn tìm một chút thoải mái riêng tư cũng bộc bạch qua cách hành xử của vài anh em linh mục, kể cả tôi. Dù vậy, xét chung, tôi phải ghi nhận là tập thể linh mục trong tù là một tập thể rất tốt. Đại đa số là những con người hiền hậu, rộng lượng và đầy tình bác ái. Không phải chỉ đối xử tốt với nhau mà thôi, nhưng còn tốt với tất cả mọi tù nhân khác. Tôi rất hãnh diện có mặt giữa tập thể đó. Họ như là những chứng nhân đích thực của tình yêu Thiên Chúa giữa những anh em tù và cả về phía cán bộ nữa. Khi những người được phóng thích đã ra về, trại Nam Hà trở nên xác xơ, buồn tẻ và trống vắng khác thường. Chỉ còn lại một vài đội tù chính trị miền Bắc và 350 người tù miền Nam. Trong số đó có 9 vị tướng lãnh miền Nam sống trong một buồng riêng và không đi lao động bên ngoài trại. Qua hôm sau, tôi được chuyển qua một đội tạp dịch, lo dọn dẹp vệ sinh và các việc linh tinh khác bên trong trại. Anh em chia lìa. Đêm đầu tiên, sau khi các linh mục được tha rời trại ra về, tôi nằm trằn trọc không sao ngủ được. Sự thất vọng ê chề đã làm tôi đau đớn. Phải nói là từ lúc bị bắt không một lúc nào, sự ước muốn tự do không hành hạ tôi. Những năm đầu, nhận biết thân phận mình nên tôi chưa dám mơ tưởng tới việc tha về. Nhưng ý tưởng vượt ngục lại ám ảnh tôi rất mãnh liệt. Cho dù thời gian nào, trại nào, hoàn cảnh nào, tôi cũng đều tìm cách vượt ngục. Nếu không bằng cách này, thì bằng cách khác. Kể cả những trường hợp nguy hiểm và liều lĩnh nhất. Vài năm sau vụ vượt ngục bất thành năm 1979 tại trại Thanh Cẩm, tôi đã phải trả một cái giá quá đắt và không còn hy vọng được tha như những tù nhân khác. Tới năm 1986, tức là 8 năm sau ngày vượt ngục bất thành, tôi lại bắt đầu có hy vọng được tha, vì trong thời gian đó có rất nhiều người được tha. Mỗi năm số người được tha càng nhiều, và những việc cứu xét tha càng thường xuyên hơn. Lúc đó, ngồi nhìn những anh em được tha hớn hở hân hoan ra về, trong đó có vài anh em linh mục, lòng tôi đầy những ước mơ, cho dù đây là một thứ hy vọng khá mong manh. Bước qua năm tù thứ 10, tôi càng hy vọng nhiều hơn
Vì nghe nói mỗi lệnh tập trung là 3 năm, mà tôi ở tù 10 năm, tức là đã hơn 3 lệnh tập trung rồi. Thông thường, những người đã ở tù 3 lệnh sẽ dễ dàng được cứu sống hơn. Như tôi đã nói, mặc dù đây chỉ là một thứ hy vọng mong manh, nhưng con người sống phải có hy vọng. Nếu không hy vọng, thì làm sao cuộc sống còn có ý nghĩa gì? Sang năm thứ 11, tôi lại càng có cơ hội để hy vọng hơn. Mặc dù lúc đó tôi vẫn còn ở kiên giam, nhưng ngay cả ở đây, khu kỷ luật cũng có những bức thần được gọi ra về. Biết đâu có ngày sẽ có tên mình. Niềm ước mơ thầm kín này thường ám ảnh tôi một cách mãnh liệt về đêm. Vì ban ngày còn phải lo đi lao động và biết bao nhiêu việc phải làm trong kiếp sống tù đày, nên tôi không có thời giờ để mơ mộng. Rất nhiều đêm tôi nằm suy nghĩ và thử tưởng tượng xem lúc nghe tên mình trong danh sách được tha tôi sẽ mừng như thế nào. Đây là một giấc mơ thật là thích thú. Để trả lời cho câu hỏi đó, tôi nhớ lại tất cả những dịp vui của đời mình khi so với tin được tha trả tự do như thế nào. Thật ra đời tôi không có nhiều dịp vui lớn ngoài những lần như là thi đậu tiểu học, thi đậu trung học đệ nhất cấp, thi đậu tú tài, tốt nghiệp chương trình đại chúng viện và được thụ phong linh mục. Những dịp đó cũng rất vui, nhưng nếu được nghe tin trả tự do, tôi tưởng sẽ không có gì mừng hơn nữa. Qua năm thứ 12, niềm hy vọng của tôi lại càng thúc bách, vì gần như toàn bộ số anh em trong nhóm trại tù Cổng Trời đã được tha về. Qua năm thứ 13, tôi càng nôn nóng hơn vì sau đợt tha đầu năm dương lịch, con số tù chánh trị tại Thanh Cẩm chỉ còn lại trên dưới 100 người, cùng với 10 người Trung Quốc. Trong lúc tôi hy vọng và chờ đợi niềm vui lớn đó, thì bất thần có lệnh chuyển trại vào tháng Giêng năm 1988. Tất cả tù nhân chánh trị miền Nam, kể cả các anh Trung Quốc đều phải chuyển về trại Nam Hà này, như tôi đã nói ở trên. Nhận ra ý Chúa. Đêm đó sau khi những người được tha về đã ra đi, cùng với tất cả các linh mục tuyên quý, tôi quá tuyệt vọng ngồi trong màn cầu nguyện. Tôi nói, lạy Chúa, xin cho con biết ý Chúa muốn gì nơi con. Con đã tù 13 năm và chịu biết bao nhiêu thứ cực hình. Các anh em khác chưa ai phải chịu cảnh khốn khổ như con, nhưng họ đã được về tất cả. Riêng con phải tiếp tục chịu cái này, xin cho con biết ý Chúa muốn gì nơi con. Cầu nguyện xong, tôi ngồi yên lặng. Và lúc đó tôi có cảm tưởng như nghe tiếng nói từ trong tâm hồn và bên tai tôi. Con à, cha muốn con tiếp tục ở đây với những tù nhân khốn khổ còn lại, để con yêu thương, an ủi, giúp đỡ và chia sẻ đời con với họ. Và cuối cùng, cha muốn con được cùng chết với họ ở đây, trong môi trường lao lý này. Thật là bất ngờ, như một phép lạ. Tự nhiên một nỗi vui vô cùng lớn lao xâm chiếm tâm hồn tôi. Một nỗi vui mà suốt cả đời tôi chưa bao giờ có được. Niềm vui của người được chọn và trao cho một sứ mệnh mang tình yêu thương Thiên Chúa đến cho mọi người, nhất là những người tù cùng khổ. Tôi coi đây là một sự mặc khải riêng tư mà Chúa đã dùng để nói với tôi. Ngay trong giây phút đó, tôi cảm thấy con người của tôi thay đổi hẳn. Tôi không còn mong được ra về, không còn mong ra về một chút nào. Mặc dù trong bao nhiêu năm qua, đó là điều ám ảnh tâm trí tôi mà tôi mơ ước từng ngày, từng giờ. Cả những trong giấc mơ, cũng có lần thấy mình được gọi tên ra về. Từ nay, nhà tù này là nơi Chúa muốn cho tôi sống. Những tù nhân khốn khổ là anh em để tôi yêu thương và an ủi họ. Các cán bộ làm việc trong nhà tù là những người tôi phải cảm hóa và chỉ cho họ con đường đức tin và hy vọng. Qua sáng ngày, tôi cảm thấy mình đã trở nên một con người khác hoàn toàn, một con người được giao phó sứ mạng làm chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa giữa anh em. Việc đầu tiên là tôi ngồi xuống viết vội một lá thư cho chị tôi ở miền Nam. Trong thư tôi nói từ nay chị đừng gửi quà ra cho em nữa, vì trong 13 năm qua chị đã quá vất vả và lo lắng cho em rồi. Những ngày tháng tiếp theo tôi bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống thực sự hạnh phúc trong tù. Cuộc sống trong tù lúc nào cũng vẫn đầy dẫy cơ cực của nó, có chăng là sự thay đổi trong chính con người của mình,
để cách nhận thức và ý nghĩa cuộc sống của tôi từ nay về sau. Trước hết là tôi để ý chọn một số anh em để cho thành một nhóm nhỏ mà tôi tạm gọi là cộng đoàn tình thương. Mục đích của nhóm này là an ủi giúp đỡ anh em cùng khổ, đặc biệt nhất là những người không có thân nhân, gia đình thăm nuôi tiếp tế. Lúc đó anh em được tha về để lại cho tôi khá nhiều thức ăn, đồ dùng, áo quần. Tôi giao cho anh em trong nhóm cộng đồng tình thương đem phân phát giúp những người thật sự cần giúp đỡ. Lúc này nhóm anh em gần gũi với tôi nhất là những anh em tù Trung Quốc, những người đã sống chung với tôi thật lâu trong tù kỷ luật Thanh Cẩm. Giữa chúng tôi có một mối liên hệ tình cảm sâu xa, nhất là tôi đã nói rất thông thạo tiếng Quan Thoại. Trong những ngày nghỉ, chúng tôi thường tới các buồng thăm viếng anh em. Riêng buồng chính là buồng các vị tướng lãnh ở, không ai được phép ra vào tiếp xúc. Nhưng lúc bấy giờ, qua sự liên lạc khéo léo với cán bộ trực trại, tôi lấy lý do xin qua học đàn guitar với bác Lê Minh Đảo. Nhưng thật ra là để giúp về mặt tinh thần cho các tướng lãnh này. Ngày 28 tháng 5 năm 1988, tức là 2 tháng sau đợt tha rầm rộ dịp Tết, trại tù Nam Hà lại có một biến cố lớn. Tất cả tù nhân chánh trị miền Nam còn sót lại được chuyển về trại Hàm Tân trong Nam. Đây đúng nghĩa là một chuyến tàu vét, vì chỉ còn lại 3 người tù chánh trị miền Nam lọt sổ ở lại. Ngoài tôi ra, còn có 2 người khác là Linh Mục Nguyễn Bình Tĩnh thuộc giáo phận Ban Mê Thuộc bị tình nghi dính líu trong nhóm Phunro và anh Nguyễn Đức Khuân bị bắt vì tham gia phong trào dân quân phục quốc. Giai đoạn cuối cùng. Nếu trại Nam Hà bắt đầu xác xơ kể từ sau đợt tha gần như xóa sổ hôm Tết, thì bây giờ trở nên tê liệt khi tù chính trị miền Nam không còn nữa. Trại này sau nhiều năm tưng bừng nhộn nhịp với hàng ngàn tù chính trị miền Nam và có thời buôn bán ồn ào như một khu phố tàu, bây giờ chết lịm. Mọi sự đều thay đổi với thời gian. Hoàn cảnh lúc đó đã vô tình tạo cho tôi thành một thứ đại tư bản trong tù. Anh em được tha và số vừa chuyển về Nam để lại cho tôi tất cả tài sản của họ. Nếu trước đây có thời kỳ tôi không có áo quần để mặc, cái bát đựng thức ăn, cái lon ghi gô đựng nước uống, thì bây giờ tôi trở thành một tỷ phú với một tài sản khổng lồ. Không biết bao nhiêu là hòm rương, thùng thau, son chảo, chén bát, bao bị, củi đuốc, áo quần, thuốc men, vân vân. Lúc này nhóm cộng đoàn tình thương của chúng tôi cũng đã bắt đầu lớn mạnh và thực tập cuộc sống chia sẻ với những người cùng khổ. Một điều mà họ không bao giờ nghĩ là có thể có trong môi trường này. Sau khi tù miền Nam rút đi hết rồi, tôi được nhập vào đội chính trị miền Bắc với công tác đào thủy lợi. Đội này do một anh người dân tộc thiểu số tên là Khăn làm đội trưởng. Những anh tù Trung Quốc tuy không cùng một đội với tôi nhưng sống chung buồng. Họ chỉ lao động bên trong trại, không được ra ngoài. Từ đó, hàng đêm tôi dạy giáo lý cho mấy anh Trung Quốc và sau đó dâng thánh lễ trong buồng. Một hôm, tôi rửa tội cho 2 anh Trung Quốc và quyết định dâng lễ công khai. Tối hôm đó, sau khi vào buồng và mọi người nhộn nhịp cười nói, uống chè, hút thuốc lào như thường lệ. Đúng giờ, tôi đứng lên vỗ tay mấy tiếng làm mọi người ngỡ ngàng. Sau đó tôi nói thật to để cả buồng cùng nghe. Tôi xin anh em làm ơn giữ thinh lặng trong chốc lát. Tôi sắp sửa rửa tội cho 2 người bạn và đây là một nghi lễ tôn giáo rất quan trọng. Mặc dù anh em không phải là công giáo, nhưng tôi cũng xin anh em tôn trọng nghi lễ này. Tôi cũng nói với các anh em là khỏi báo cáo với cán bộ vì việc tôi làm lễ công khai, ban giám thị đã biết. Điều rất lạ lùng, sau khi nghe tôi nói, cả buồng lặng yên và tôi cử hành nghi thức rửa tội cho 2 anh Trung Quốc một cách thật trang nghiêm, cảm động. Mặc dù tôi cử hành nghi lễ bằng tiếng Quan Thoại, nhưng ai cũng hiểu đó là một nghi lễ tôn giáo rất quan trọng. Những anh tù Trung Quốc này, trong những năm sau cùng ở Thanh Cẩm, đã được các linh mục giúp rất nhiều, cả về tinh thần lẫn vật chất, nên họ rất thân thiện và gần gũi với các linh mục. Riêng đối với cá nhân tôi, còn thân thiết với họ hơn vì đã sống chung với nhau mấy năm trong kỷ luật. Và hơn nữa, tôi còn nói được tiếng của họ và dùng tiếng Quan Thoại dạy giáo lý cho một số anh Trung Quốc.
trong đó có anh Chu Vạn Hồi. Anh này trước kia là một tay lục lâm thảo khấu, chuyên giết người cướp của. Những năm qua, khi sống gần các linh mục, Chu Vạn Hồi đã tỏ ra thân ái, ngoan ngoãn và biến đổi như một con người mới. Anh ta thường hay tâm sự với tôi và hối hận vì các việc làm sai trái trước kia. Anh ta xin tôi giúp anh có niềm hy vọng để sống, vì lúc đó anh vừa ngoài 30 tuổi. Cho tới lúc đó, Chu Vạn Hồi vẫn chưa nói được tiếng Việt, chỉ bập bẹ được ít câu lơ lớ mà chỉ có tôi mới hiểu. Ngay từ ở Thanh Cẩm và sau này lên Nam Hà, tôi đã dành nhiều thời giờ để hướng dẫn Chu Vạn Hồi. Tôi dùng nhiều gương các vị thánh, thánh Paulo, để nói với anh là Thiên Chúa sẽ thương những con người lầm lạc, biết hồi tâm thống hối. Sau thời gian tìm hiểu và thử thách khá lâu, tôi rửa tội cho Chu Vạn Hồi trong một nghi lễ khá long trọng. Anh chọn tên thánh quan thầy là Paulo, một vị tông đồ của dân ngoại mà anh rất sùng kính. Tôi cũng nhận Hồi làm đứa con tinh thần và anh rất sung sướng về điều này. Nếu việc rửa tội cho Chu Vạn Hồi làm tôi cảm thấy vui trong sứ mệnh linh mục, thì thái độ rất lạ lùng của anh trong đêm vừa rửa tội xong đã làm tôi vô cùng ngạc nhiên và kinh hãi. Câu chuyện hải hùng. Rửa tội xong, lúc đó khoảng 9 giờ tối, Chu Vạn Hồi tới chỗ tôi mà nằm xuống bên cạnh. Quay sang ôm lấy vai tôi, gục đầu vào ngực tôi và bắt đầu khóc nức nở. Cử chỉ này của Hồi làm tôi ngạc nhiên. Tôi thắc mắc, không hiểu nguyên nhân nào khiến một tên tướng cướp trước kia bây giờ lại có thái độ như vậy. Hay là anh khóc vì quá vui mừng sau khi được chịu phép rửa tội? Tôi ngạc nhiên hỏi bằng tiếng quan thoại. Chu Vạn Hồi, con làm sao vậy? Nghe tôi hỏi, Hồi càng khóc to hơn. Nước mắt chảy ướt cả vai tôi. Biết là Hồi có điều gì cảm động mãnh liệt nên tôi không hỏi nữa. Nhưng so nhẹ trên đôi vai rất gầy của người bạn tù ngoại quốc, vốn là tên cướp mà bây giờ đã là con tinh thần của tôi. Sau cơn xúc động, Hồi ngước mặt lên, nói trong nước mắt. Bố ơi, có lần con sắp giết bố để ăn thịt rồi. Nói xong được câu đó, Hồi khóc rống lên làm những anh em kế bên kinh ngạc. Nhưng vì chúng tôi nói với nhau bằng tiếng quan thoại, nên không ai biết là chúng tôi nói gì. Hình như cảm thấy được nhẹ người sau câu nói đó, Hồi trở nên bình tĩnh sau khi nước mắt đã chảy xuống nhiều. Tôi vẫn ôm vai nó hỏi, Chu Vạn Hồi, con nói cái gì? Sao con nói lại giết bố mà bố không hiểu chuyện gì cả? Hồi trả lời tôi một cách rành rọt từng tiếng một. Làm sao bố hiểu được chuyện này khi con và Lý Đức Nghĩa giữ kín trong lòng từ nhiều năm qua? Bây giờ thì Lưu Tùng đã chết rồi, chỉ còn lại con và Lý Đức Nghĩa. Con gọi nó lại đây để xin lỗi bố, sau khi con kể lại đầu đuôi câu chuyện mà bố đã biết qua một phần. Nói xong, Hồi bước xuống đi gọi Lý Đức Nghĩa nằm tận ở cuối buồng. Tôi ngồi một mình phân vân không hiểu Hồi muốn nói chuyện gì. Chuyện gì mà nó nói là tôi đã biết một phần. Khi cả hai trở lại, Hồi nói, Lý Đức Nghĩa, anh ngồi xuống đây. Đêm nay tôi đã là con của Chúa, và người mà chúng ta vẫn gọi là anh Lễ ngày trước, bây giờ là bố của tôi. Tôi phải kể lại câu chuyện của buồn năm ở kỷ luật Thanh Cẩm năm xưa, để xin bố tôi tha thứ cho chúng mình. Nghe nhắc tới đó, Nghĩa hiểu ngay câu chuyện nên có vẻ bối rối. Nó bèn nói với Chu Vạn Hồi. Anh Hồi à, chuyện đã lâu rồi còn nhắc lại làm gì? Chu Vạn Hồi đáp. Mặc dù đã 6 năm qua rồi, nhưng tôi không an tâm khi chưa thú tội với người mà bây giờ tôi gọi là bố. Anh hãy ngồi xuống đây với tôi. Nói xong, Hồi ngồi dịch sang một bên và kéo Nghĩa ngồi xuống bên cạnh tôi. Cả ba người chúng tôi ngồi dựa lưng vào tường và Chu Vạn Hồi bắt đầu kể lại câu chuyện như sau. Câu chuyện này đã nhiều năm qua rồi, nhưng con nhắc lại là bố nhớ. Bố còn nhớ cái đêm thằng Lưu Manh bị tụi con đập trong buồng năm khu kỷ luật Thanh Cẩm. Nó la hét vang trời và cán bộ chạy lên mang nó đi bệnh xá không? Tôi trả lời, có. Bố còn nhớ rõ lắm. Lúc đó bố buồng bốn kế bên nghe nó la hét rất thanh trong đêm. Đúng rồi, như vậy là bố còn nhớ. Tôi ngạc nhiên hỏi,
Nhưng tại sao cô muốn nhắc lại chuyện đó? Có gì đặc biệt không? Nó trả lời, có, vì chuyện này có liên quan tới bố. Nếu lúc này bố không phải là bố của con thì không bao giờ con nhắc lại. Nhưng bây giờ bố là cha mẹ của con không thể nào giữ trong lòng, nhưng phải nói ra để xin bố tha thứ. Từ nãy giờ Nghĩa chỉ ngồi yên cúi đầu. Lúc biết là hồi sắp sửa được kể hết đầu đuôi câu chuyện, Nghĩa quay sang tôi nói, anh Lễ, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Lì cớ, tôi bụi xị, tôi bụi xị. Tôi nói với cả hai, tôi chẳng hiểu gì cả. Chu Văn Hồi, con hãy kể đi. Chu Văn Hồi khoanh tay trước ngực, ngước mắt nhìn lên trần nhà và bắt đầu câu chuyện một cách chậm rãi. Lúc đó, con và Lý Đức Nghĩa vì quá tuyệt vọng trong sự đau khổ và đói khát cao hơn 10 năm tù. Ở trại nào cũng bị nhốt trong nhà quy lực. Chúng con chỉ muốn chết đi cho rồi. Nhưng phải chết một cách nào để mọi người biết là vì tính chất dã man của chế độ Việt Cộng mà chúng con phải chết. Chúng con quyết định gây tiếng vang bằng cách giết và ăn thịt bất cứ một người tù Việt Nam nào bị đưa vào buồng năm lúc bấy giờ. Chúng con đã có kế hoạch là sau khi giết chết người tù, sẽ moi bộ đồ lòng ăn trước, trong khi cái xác thì vẫn được nằm đắp chăn. Cán bộ điểm danh sẽ không nghi ngờ khi nhìn thấy đủ số người trong buồng. Sau đó chúng con sẽ lóc thịt của xác chết ăn dần dần cho tới khi bị phát giác. Trong buồng năm lúc bấy giờ có thằng Lưu Tùng ốm yếu, nhưng vì nó là người Trung Quốc nên chúng con không nỡ ra tay giết nó. Dĩ nhiên là sau đó tụi con sẽ bị bắn, nhưng chúng con muốn dùng hình thức man rợ này để tố cáo cho thế giới biết tính chất dã man, độc ác của chế độ Cộng sản Việt Nam, một chế độ đã biến con người trong nhà tù trở thành những con thú. Dừng lại một lát, Hồi vớ tay lấy lon nước thấm giọng. Tôi ngồi yên lặng và rùng mình khi nghe Hồi kể lại câu chuyện mà tôi đã biết được một phần, vì chính tôi đã can thiệp để cứu Lưu Tùng lúc đó. Ngưng một chốc, Chu Văn Hồi nói tiếp. Chiều hôm đó, cán bộ đưa một thằng lưu manh vào buồng năm cùng chân và cơ hội đã tới. Vừa xỏ chân vào cùng xong là nó lăn ra ngủ say như chết. Điều này càng dễ dàng cho chúng con, và chúng con nói tiếng phổ thông với nhau nên nó chẳng hiểu gì cả. Chờ cho đèn điện trong buồng tắt, con bước một chân xuống sàn, cầm lấy cái ống bẩu nước tiểu và đổ hết nước tiểu ra. Cái ống bẩu đó dài và nặng, con dùng hết sức lực của hai cánh tay giáng một phát cực mạnh vào đầu nó, vang lên một tiếng boom rất to mà có biết là các buồng trong khu kỷ luật đều nghe. Lúc đó ở buồng 4 kệ bên chắc chắn là bố phải nghe. Tôi gật đầu. Hồi kể tiếp, con nghĩ là nó sẽ chết ngay vì cú đập vào đầu bất ngờ này. Nhưng cái thằng nó khỏe, ống bẩu vỡ tan tành, máu văng tung tóe, nhưng nó không chết mà lại hét to lên, báo cáo cán bộ, báo cáo cán bộ, báo cáo cán bộ. Lúc đó con chồm qua dùng hai tay bóp cổ nó như thế này, con làm thử cho bố coi. Chu Văn Hồi dùng hai bàn tay bọc lấy phía sau cổ của tôi, hai ngón tay cái như thép của nó ấn nhẹ vào dưới cổ phía trước của tôi. Nó chỉ ấn nhẹ mà tôi có cảm tưởng cổ họng tôi đã bị vỡ ra, nên phải kéo tay nó ra. Hồi nói tiếp, bố thấy đó, con chỉ ấn nhẹ mà bố không chịu nổi. Nhưng không hiểu sao đêm đó con dùng hết sức lực ấn xuống mà thằng đó nó không chết. Rõ ràng là ý Chúa còn thương con. Nếu nó chết thì con đâu có còn ngày hôm nay. Và đây là điều lạ lùng hơn nữa. Đây là một việc lạ lùng mà con biết Chúa đã cứu con. Đó là khi cán bộ nghe tiếng la hét, cầm đèn bấm chạy lên. Lúc đó con chồm xuống đứng án ngang cửa sổ, quý che ánh đèn rọi vào buồng. Bất thần có một cán bộ vũ trang chọc mạnh lưỡi lê ở đầu súng vào buồng, đúng ngay giữa song sắt, tóe lửa. Theo phản xạ con né sang trái và lưỡi lê chệch sang phía bên phải. Đúng là một phép lạ Chúa cứu con. Vì nếu con né sang phía ngược lại thì lưỡi lê đã chọc đúng vào tim của con. Bây giờ con mới hiểu là Chúa đã cứu con. Hồi dừng lại, ngước mắt lên cao trong thái độ tạ ơn, xong kể tiếp. Cán bộ mở cửa đưa thằng Lưu Manh ra vì đầu nó vỡ tung, máu me lên láng. Sau đó, con và Lý Đức Nghĩa vắt từ cái chân của nó được gần đầy một bát máu. Hai đứa dùng đóm tre đun lên cho nóng và chia nhau uống. Là một điều là con chẳng thấy mùi tanh gì cả. Và sau lần đó, người như bị nghiện càng thèm được uống máu hơn nữa.
Tôi lãnh người khi biết Hồi và Nghĩa đã từng uống máu người. Lúc này tôi mới lên tiếng. Lúc nãy con nói là con định giết bố mà giết lúc nào? Nó trả lời. Bố có nhớ cái lần đổi buồng ngay sau đó mà cán bộ Thanh định đưa bố vào buồng năm của con không? Tôi nhớ rất rõ việc đó nên nói có, nhưng bố không vào và xin cán bộ cho đi buồng khác. Lý do vì bố và ông Khương mới đánh thằng Nghĩa hôm Tết. Nếu bố vào thì Hồi cúp lời chụp lấy tay tôi. Bố ơi, đây là một phép lạ còn lớn hơn nữa. Bố biết không, sau lần giết Hụt in tù hình sự mà không bị phát hiện, tụi con đã bàn lại kế hoạch chu đáo hơn và bảo đảm nạn nhân thứ hai không thể nào sống sót được. Chúng con đang chờ đợi cơ hội thì trưa hôm đó cán bộ đưa bố vào. Lúc bấy giờ chúng con đã trở thành ác thú sai máu người và sẽ giết để uống máu bất cứ người tù Việt Nam nào. Khi biết bố sắp vào buồng năm, tụi con càng mừng hơn. Vì giết và ăn thịt một người tù chính trị miền Nam có tên tuổi như bố, thì cái chết của chúng con sẽ được thế giới biết đến nhiều hơn. Vả lại Lý Đức Nghĩa rất mừng vì có dịp báo thù việc bố và ông Khương đánh nó hôm Tết. Nãy giờ Lý Đức Nghĩa ngồi yên, đầu cúi gầm xuống. Nhưng khi Chu Văn Hồi nhắc tới đoạn này, anh ta lên tiếng thật nhanh. Chu Văn Hồi, đừng kể nữa, đừng kể nữa. Chu Văn Hồi giơ tay cản Lý Đức Nghĩa lại và nói. Đã nói, phải nói cho hết. Nói ra được thì tâm hồn tôi mới được bình an. Sau đó, Chu Văn Hồi nói tiếp. Trong khi bố đứng trường ở buồng, con và Nghĩa đã bàn kế hoạch với nhau thật nhanh. Không thể bàn khi bố bờ buồn vì bố biết tiếng phổ thông. Chúng con để ý, Lưu Tùng. Nếu nó làm ám hiệu gì với bố, nó sẽ chết ngay tức khắc. Nhưng sau đó, bố lại không vào buồng năm, mà phi tàu vào thay thế. Còn bố thì vào buồng hai với Bình Thanh. Nếu bố vào buồng năm, chắc chắn là tụi con sẽ giết bố rồi. Nói tới đây, Chu Vạn Hồi ôm mặt khóc nức nở. Nó phải ngưng một lúc để dằn cơn xúc động, rồi nói tiếp. Khi phi tàu vào nhập bọn, chúng con lại thêm sức mạnh và càng quyết tâm hơn. Nhưng chưa có dịp ra tay, thì đã bị thằng Đại Lưu Manh Bình Thanh xông vào buồng đánh phi tàu và Nghĩa, nằm hàng tháng trời mới về được. Và ngay chiều hôm đó, buồng năm bị giải tán. Nói tới đây, người tù Trung Quốc dừng lại. Anh ta cúi đầu chảy nước mắt, nắm lấy tay tôi, đưa lên môi hôn và nói, con xin bố tha thứ cho con, bố nói đi. Nãy giờ, Lý Đức Nghĩa ngồi yên cúi đầu, lúc này mới lên tiếng lần nữa. Anh Lễ, tôi xin lỗi anh, lì cớ, tôi bụ xị. Tôi ngồi yên nhắm mắt và lạnh người khi hồi tưởng lại những năm tháng tôi lăn lộn trong tù kỷ luật Thanh Cẩm. Thật tôi không thể ngờ là có những chuyện kinh khủng như vậy đã xảy ra. Tôi nắm lấy hai tay của người bạn tù Trung Quốc, những con người khốn cùng mà tôi đã chia sẻ một phần cuộc đời của tôi với họ. Tôi nắm lấy tay của Hồi và Nghĩa thật lâu và để cho hai hàng nước mắt tôi tự do tuôn rơi. Thấy tôi ngồi yên, nước mắt chảy dài, Chu Văn Hồi quay sang ôm lấy tôi và cả hai cha con cùng khóc. Chúng tôi khóc to thành tiếng. Lúc đó Nghĩa cúi đầu, miệng lẩm bẩm bằng câu tiếng phổ thông, một ngôn ngữ mà chính nó đã dạy cho tôi. Lì cớ, tôi bổ xì, tôi bổ xì, nghĩa là anh Lễ, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Trong giây phút đó, tôi nhận ra bàn tay của Chúa đang đụng chạm tức là tôi một cách rõ rệt nhất. Nếu sáng hôm đó mà tôi bước vào buồng năm của nhà kỷ luật Thanh Cẩm, thì giờ này máu và thịt của tôi đã hòa vào huyết quản và thân thể của hai người tù Trung Quốc Chu Văn Hồi và Lý Đức Nghĩa. Chắc chắn là họ đã bị tử hình sau đó vì tội giết bạn tù để ăn thịt. Tôi đưa hai bàn tay lên ôm mặt khóc và kêu to bằng tiếng quan thoại. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa đã cứu con khỏi chết dưới bàn tay của Bùi Đình Thi. Bây giờ, Chúa lại cứu con khỏi cái chết kinh khủng nhất, chết không toàn thây bởi hai anh tù Trung Quốc. Đêm đó tôi không thể nào ngủ được. Tôi thoát qua hai lần chết trong đường tơ kẻ tóc. Chúa nói trong tôi. Hôm sau,
tôi bị gọi lên gặp trại trưởng vì đã dâng thánh lễ công khai. Ông ta nạt nộ quát tháo, bảo tôi phải câm miệng lại. Ông ta còn dọa sẽ tống tôi vào cùm. Tôi trả lời rất khiêm tốn nhưng thẳng thắn. Báo cáo cán bộ, tôi là một linh mục, thì cho dù ở đâu tôi cũng phải làm nhiệm vụ linh mục của tôi, và việc làm của tôi không ảnh hưởng gì tới sự an ninh của trại. Cán bộ khỏi phải dọa nạt tôi. Việc cùm kẹp đánh đập tôi đã chịu quá quen trong tù rồi. Bây giờ còn lại hai điều tôi xin với cán bộ. Một là bắn tôi chết, hai là để tôi làm nhiệm vụ rao giảng lời Chúa. Tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời loài người. Thấy không thể lay chuyển được tôi, họ giao tôi lại cho cán bộ quản giáo. Hôm sau, cán bộ quản giáo gọi tôi tới, trách móc tôi việc dâng lễ và giảng dạy công khai, làm ban giám thị khiển trách anh. Cuối cùng anh nói, anh Lễ này, nếu anh không còn thương anh nữa thì xin anh thương tôi và vợ con tôi. Anh tiếp tục làm như thế, tôi là người gặp rắc rối trước tiên. Tôi trả lời, tôi cảm ơn cán bộ đã thông cảm với tôi, nhưng vì cán bộ đã nói thế thì từ nay tôi sẽ không dâng thánh lễ công khai nữa, nhưng sẽ dâng lễ âm thầm. Các ngày Chủ nhật và ngày nghỉ, nhóm chúng tôi ngồi quây quần ngoài sân và chia sẻ lời Chúa với nhau. Lúc đầu, nhóm chỉ có những anh Trung Quốc nên tôi dùng tiếng Quan Thoại. Về sau có những người Việt nên tôi phải dùng hai thứ tiếng. Nhóm của chúng tôi càng ngày càng có nhiều người tham gia. Tôi tiếp tục dạy giáo lý và chuẩn bị rửa tội cho ba người trong thời gian sắp tới. Một thời gian sau, cán bộ quản giáo chỉ định tôi thay thế anh Khang, người dân tộc làm đội trưởng, vì anh này viết chữ không rành. Chính trong thời gian này, tôi có dịp tiếp xúc nhiều với những cán bộ có phần hành chuyên môn trong trại. Đội tôi làm thủy lợi một thời gian thì chuyển qua khai thác đá để bán cho các hợp tác xã xây dựng các nơi, nhất là ở Hà Nội. Trại Nam Hà nằm trong một thung lũng, chung quanh núi non bao bọc. Con đường từ Phủ Lý vào trại hai bên là núi đá cao và đội chúng tôi khai thác đá trong các dãy núi cao lởm chởm này. Đánh đá là một công việc nặng nhọc và đầy nguy hiểm. Tôi nghe kể lại trước đây có mấy tù nhân đã bỏ mạng hoặc thương tật khi làm công việc này. Vì thế, khi lãnh trách nhiệm cho đội đánh mìn khai thác đá, tôi đã phải hết sức cẩn thận để bảo vệ cho anh em trong đội. Vì tôi nghĩ rằng nếu tù mà không thương tù thì đợi ai vào đây thương mình. Một kỷ niệm đẹp. Đi lao động một thời gian, tôi bị một trận kiết lỵ thập tử nhất sinh. Cũng may có thuốc anh em được chuyển vô Nam để lại, nên tôi qua khỏi nhưng còn yếu, chưa có thể theo đội đi lao động. Lúc đó cha Nguyễn Đức Hiểu, một linh mục thuộc giáo phận Bắc Ninh, là đội phó thay tôi coi đội. Phần tôi vì còn yếu nên cán bộ y tá cho nghỉ ở nhà, lo giúp anh trực sinh buồng làm quét dọn khu vực chung quanh. Một buổi sáng, trong lúc rảnh rỗi, tôi ngồi trong nhà ăn đọc tác phẩm Chiến tranh và Hòa bình của Leon Tolstoy. Bộ sách giá trị này của một người bạn chuyển vô Nam để lại cho tôi. Trong khi tôi đang đọc thì Trung úy T, sĩ quan an ninh của trại, bước vào. Tôi đã từng gặp vị sĩ quan an ninh vui tính này khá nhiều lần. Sẵn có óc cầu tiến và thích tìm hiểu, anh ta ngồi xuống với tôi và nói về tác phẩm Chiến tranh và Hòa bình này vì anh cũng đã đọc qua. Sau đó, chúng tôi thảo luận về những cuốn sách hay mà anh ta đã đọc hoặc muốn đọc. Phần nhiều những sách anh nói tới, tôi đều đọc qua và chúng tôi bàn với nhau về chuyện văn chương rất tương đắc. Điều tôi nhận xét đầu tiên về người cán bộ này là anh thích văn chương, đọc sách nhiều, thích tìm hiểu nhưng chưa tiêu hóa được. Đúng hơn là anh không đủ trình độ để hiểu những tư tưởng trong các tác phẩm anh đã đọc. Sau lần nói chuyện sáng hôm đó, thỉnh thoảng anh lại vào chỗ tôi chơi và câu chuyện thường là xoay quanh những vấn đề văn chương. Anh đọc khá nhiều loại sách dịch của các tác giả Tây Phương và cả các sách của Trung Quốc như Tam Quốc Chí, Thủy Hử và nhiều sách khác nữa. Mấy tuần sau, tôi khỏe lại và theo đội ra ngoài lao động, nên ít khi gặp lại người cán bộ an ninh thích tìm hiểu về sách vở này. Trung úy T, lúc đó khoảng 35 tuổi, người rắn chắc, da trắng, mắt hơi nâu và có nhiều râu như người Lai Tây. Anh là người hay nói cười, tánh tình cởi mở, phóng khoáng.
Gia đình anh ở Hà Nội, vợ là cô giáo và có một cháu gái 4 tuổi. Thỉnh thoảng anh đưa cháu xuống trại chơi vài hôm. Một buổi sáng kia Trung úy T gọi tôi lên làm việc. Cũng nên biết qua, cán bộ an ninh trong trại quyền hạn rất lớn và khi gọi ai ở nhà làm việc thì hiểu là người đó không phải đi lao động. Sau khi các đội xuất trại lao động xong, anh cho một cán bộ vào đưa tôi ra văn phòng của anh, nằm khá xa bên ngoài cổng trại. Khi tôi bước vào, anh đón tôi bằng một nụ cười, mặc dù đó không phải là một nụ cười hoàn toàn thân ái, nhưng cũng không phải là nụ cười giả tạo. Phải nói đó là nụ cười của hai người đã có những lần trao đổi với nhau về một vấn đề không nằm trong phạm vi giữa cán bộ và tù nhân. Hôm đó, anh mặc quần màu vàng của công an, áo sơ mi trắng ngắn tay. Phòng làm việc của anh đơn sơ, chỉ có một tủ nhỏ chứa hồ sơ, một cái bàn nhỏ bên trên có bộ chén trà và bao thuốc lá thơm, để bên cạnh một bìa đựng hồ sơ mà tôi đoán là hồ sơ của tôi. Từ khi trở lại Nam Hà tới giờ đã 5 tháng, nhưng tôi chưa bao giờ được gọi đi làm việc. Thật ra cũng chẳng còn gì để mà họ khai thác. Những gì đã xảy ra trong 13 năm qua, họ đã biết quá rõ về tôi. Vả lại lúc này gần như tất cả những người tù miền Nam đã được về hết rồi, còn khai thác gì nơi tôi nữa. Nghĩ như vậy nên tôi rất bình thản. Và nhất là tôi đã nhiều lần tiếp xúc với người cán bộ an ninh của trại này rồi, nên tôi cảm thấy dễ chịu khi ngồi trước mặt anh. Sau khi pha trà và mời thuốc tôi một cách thân mật, anh ta cho biết những lần nói chuyện với tôi, anh thấy rất thích và hôm nay muốn để tôi ở nhà để có dịp nói chuyện nhiều hơn. Lối mở đầu câu chuyện của anh làm bầu khí giữa hai người trở nên tự nhiên. Chúng tôi ngồi uống trà nói chuyện. Phần đầu câu chuyện cũng liên quan tới sách vở, sau đó bàn rộng hơn qua về các trào lưu tư tưởng Âu Châu. Anh hỏi tôi về ngày tàn của đế quốc La Mã, về cuộc cách mạng Pháp năm 1789. Những điều này anh có đọc nhưng không hiểu hết. Sau một lúc, anh hạ giọng hỏi tôi. Anh Lễ, một phần nào anh đã hiểu tôi, vậy tôi muốn nghe anh nói thật ý nghĩ của mình. Anh nghĩ thế nào về chủ nghĩa cộng sản? Câu hỏi khá bất ngờ này của người sĩ quan an ninh làm tôi hơi đắn đo. Chưa bao giờ tôi gặp trường hợp như vậy cả. Anh ta nói đúng. Một phần nào tôi đã hiểu được tư tưởng của người cán bộ có cái nhìn phóng khoáng này. Nhưng làm sao tôi đoán được ý nghĩ trong đầu của anh ta lúc bấy giờ? Suy nghĩ một lúc, tôi nói rất thân ái. Ông T à, tôi không nghĩ là ông hỏi như thế là muốn thăm dò tư tưởng của tôi. Anh ta cười nhẹ, một cái cười có vẻ khổ tâm vì người đối thoại chưa tin nơi sự thành thật của mình. Anh trả lời, anh Lễ, tôi đã đọc hồ sơ anh thật kỹ và chính cũng vì hiểu anh nên tôi mời anh lên để nói chuyện riêng tư. Tôi còn phải thăm dò anh làm gì nữa? Nói xong, anh ta lật bề kia của bìa đựng hồ sơ của tôi, cho thấy hàng chữ đóng dấu bằng mực đen nằm chéo ngang, thành phần không thể cải tạo được. Đó là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cái bìa hồ sơ cá nhân của tôi. Tôi buồn bã đáp lời. Ông T à, ông hỏi thì tôi phải nói. Cho dù sau đó ông có cùng tôi cũng vẫn nói. Tôi dừng lại một chập rồi nói tiếp. Mà nói cho cùng, tôi đã quen với cảnh bị cùm rồi, còn gì phải sợ nữa. Tôi nói thật lòng, tôi vẫn nghĩ là chế độ cộng sản không thể tồn tại được ông ạ. Nói xong, tôi nhìn cán bộ T để chờ đợi phản ứng. Anh ngồi yên một lúc, gật đầu nhẹ nhẹ và hỏi, anh căn cứ vào đâu mà nghĩ như thế? Câu hỏi của ông quá rộng, tôi không thể kể hết nguyên nhân. Nhưng chỉ nguyên một việc chủ nghĩa cộng sản chủ trương đi ngược lại với bản chất tự nhiên của con người là nhu cầu chiếm hữu cũng đủ để tôi khẳng định. Quyền tư hữu là một quyền căn bản thiết thân của con người. Nó đi liền với bản năng sinh tồn và phát triển của con người. Ai cố gắng tước bỏ điều đó là chống lại với khuynh hướng tự nhiên. Mà hễ điều gì đi ngược lại với khuynh hướng tự nhiên thì không thể nào tồn tại được. Thực tế, quyền tư hữu con người có bị tước đoạt được hay không? Ông là một đảng viên, ông hiểu rõ hơn tôi. Anh ta ngồi trầm ngâm sau câu trả lời khá dài của tôi. Một lúc sau anh ta nói thật nhỏ, chỉ vừa đủ hai người nghe. Anh Lễ, anh hãy giữ suy nghĩ ấy trong lòng và đừng nói ra, không có lợi. Tôi cũng có suy nghĩ như anh, nhưng anh biết hoàn cảnh tôi sinh ra và lớn lên trong chế độ. Anh Lễ, tôi quý anh, nên tôi thành thật khuyên anh là khi nào được về, thì anh hãy tìm cách ra khỏi nước mà sống. Phần tôi,
không làm gì khác hơn được. Vả lại còn miếng cơm manh áo của gia đình vợ con tôi nữa. Nghe anh nói tôi rất cảm động. Bất chợt tôi định cầm lấy bàn tay anh. Nhưng nhớ lại dù sao cũng còn bức tường ngăn cách giữa hai người mà lúc này chưa có thể vượt qua được, nên tôi dừng tay lại. Trong thâm tâm, tôi rất quý mến người cán bộ này và thương cho hoàn cảnh của anh. Từ đó, chúng tôi rất quý nhau. Bên ngoài chúng tôi bị hoàn cảnh ngăn cách, nhưng bên trong chúng tôi đã coi nhau như bạn. Đúng hơn, anh ta coi tôi như một người anh. Cộng đoàn huynh đệ. Trong thời gian này, nhóm cộng đoàn tình thương chúng tôi đang trên đà phát triển mạnh. Những anh tù tôi vừa rửa tội xong đã trở nên những chiến sĩ đức tin rất nhiệt thành qua việc thực tập cuộc sống chia sẻ trong tù. Các anh thấy có một lý tưởng để sống vì đây là một kinh nghiệm lạ lùng. Đối với các anh em đó, làm gì có cuộc sống chia sẻ trong môi trường chỉ biết có lừa đảo, tranh giành chém giết nhau vì miếng ăn như cảnh tù đài này. Các anh em đã tìm thấy được niềm vui trong khi thực hiện các lời trong bài hát Kinh Hòa Bình của Thánh Francisco Assisi mà tôi đã tập cho các anh em hát. Cả những người Trung Quốc cũng hát tiếng Việt, nhưng tôi dịch ra tiếng Tàu cho anh em nghe. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Đây là thời gian tôi nhận thấy rõ rệt những hoạt động của chức vụ linh mục đạt được nhiều kết quả và Chúa đã làm nên những điều kỳ diệu đối với đám tù nhân khốn khổ chúng tôi. Càng ngày tôi càng thấy yêu thích cuộc sống của tôi bây giờ. Một cuộc sống rất hạnh phúc mà trước kia vì lòng mong ước tự do thúc đẩy quá mạnh liệt đã che lấp không cho tôi nhận ra đâu là ý Chúa muốn cho tôi phải làm gì. Có những đêm tôi giải giáo lý cho một số anh em, kể chuyện kinh thánh cho một số khác. Anh em vui vẻ ngồi lắng nghe. Có nhiều người cảm động nói từ trước tới giờ chưa bao giờ được nghe những lời như thế. Từ lâu nay, họ cứ tưởng công giáo là một cái gì ghê gớm, độc ác và nhơ bẩn như được diễn tả trong phim Ngày Lễ Thánh được nhà nước cho chiếu khắp nơi, hoặc trong cuốn sách Gia Tô Tây Dương Bí Lục mà Đảng Cộng sản phổ biến rộng rãi để nói về nguồn gốc và sự hành xử nhơ bẩn, cách hành đạo phản luân lý của Thiên Chúa Giáo. Những nhận xét đơn sơ của các anh tù đó đã an ủi tôi và tôi cảm ơn Chúa đã chọn tôi làm linh mục và cho tôi được sống trong hoàn cảnh này. Điều làm tôi mừng và cảm thấy hạnh phúc là Chúa đã gọi tôi làm chứng nhân cho tình yêu của Chúa ngay trong môi trường đầy hận thù này. Nói về phần nhân loại thì thực sự lúc đó tôi đang sống trong ngục tù. Nhưng về phần tinh thần thì tôi phải nói thẳng rằng chưa bao giờ tôi cảm thấy hiệu quả trong chức linh mục như lúc bấy giờ. Khi tôi ý thức và chọn con đường làm linh mục lúc 20 tuổi, và chính vì lý tưởng phục vụ tha nhân và lúc sống trong môi trường ấy đã làm cho tôi sống trọn vẹn lý tưởng mà tôi đã chọn. Tôi vẫn biết không có gì là bền vững trong nhà tù. Di chuyển và thay đổi là chuyện thường xảy ra. Dù vậy, tôi vẫn mong cuộc sống như hiện tại kéo dài, vì tôi coi đây là chỗ mà tôi phải sống. Nếu Chúa muốn cho tôi phải chết ở đây trong khi tôi đang thi hành chức vụ linh mục, thì đó là điều tôi mong muốn. Về phía cán bộ, dần dần tôi không còn thấy họ là những con người đáng sợ và xa lạ nữa. Ngược lại, họ cũng chỉ là những người mà vì hoàn cảnh, vì cuộc sống mà phải khép mình vào một khuôn khổ. Nếu những năm đầu một số cán bộ đã hành xử quyền hạn thái quá, làm cho đôi lúc có ý tưởng ghét bỏ con người, thì bây giờ sau hơn chục năm giao tiếp, tôi thấy các cán bộ là những người đáng thương hơn là đáng trách. Có đáng trách chăng là một cơ cấu chính trị chỉ biết phục vụ cho quyền lợi của đảng và đã trói buộc cả một dân tộc vào một guồng máy xấu xa đó. Cơ chế đảng Cộng sản như một con quái vật do con người sinh đẻ nó ra. Nhưng khi sinh nó ra rồi thì không cách gì có thể kiềm chế được sự hung hãn của nó. Nó quay ra ăn thịt bất cứ ai, ngay cả những người đã sinh ra nó. Đối với tôi, điều quan trọng không phải là tiêu diệt con người, ngay cả những con người đang phục vụ trong chế độ Cộng sản. Điều chúng ta phải làm là bằng mọi cách phải loại bỏ chế độ vô nhân được xây dựng trong một ý thức hệ ngoại lai lỗi thời. Chính ý thức hệ đó đã làm tan nát tình dân tộc của chúng ta. Ngay chính trong những người đang phục vụ đảng
Cũng có những người biết là họ đang đi sai con đường, nhưng khi đã dính chân vào trong, họ không có con đường nào quay trở lại. Trừ những kẻ chủ trương duy trì cơ cấu đảng để trục lợi, để đè đầu cởi cổ dân tộc, để hối lộ tham nhũng vơ vét tài nguyên đất nước, những kẻ đó là tội đồ của dân tộc. Còn lại đa số cán bộ ở cấp thấp là nạn nhân hơn là tội phạm. Tư tưởng này đã làm cho tôi thoải mái trong cuộc sống lúc bấy giờ, và tôi nhìn tất cả đều là những người anh em. Cho dù có thể họ không nhận ra tôi, không chấp nhận tôi, nhưng tôi vẫn chấp nhận họ là những người anh em của tôi trong đại gia đình dân tộc. Lúc đó, Trung úy T cũng có ý muốn nhờ tôi dạy tiếng Anh, nên anh xin với cán bộ quản giáo cho tôi khỏi đi lao động. Từ đó, tôi giao đội lại cho đội phó ở nhà lại lo dạy tiếng Anh cho Trung úy T. Các lớp học sau đó được tổ chức vào mỗi buổi chiều. Anh rất thích học, nhưng vì thiếu căn bản nên không tiến bộ nhiều, nhất là việc luyện giọng buổi ban đầu rất khó khăn. Sự quan hệ giữa chúng tôi càng ngày càng mật thiết qua các lớp học tiếng Anh này. Ngoài ra, người nữ cán bộ tài vụ mà tôi gặp ngay từ ngày đầu, sau này tôi biết tên là KT, thỉnh thoảng cũng vào chỗ tôi chơi, nhất là sau chuyến cô đi Nam chuyển tù về trại Hàm Tân. Sự đi lại và tiếp xúc đó dần dần tạo nên sự cảm thông giữa người với người. Lúc đó điều tôi nhận thấy rõ rệt là khoảng cách lằn ranh do ý thức hệ tạo ra lúc đầu đã mờ dần. Điều này càng củng cố lý luận cho tôi rằng chỉ vì một chủ nghĩa ngoại lai mà dân tộc Việt Nam chúng ta đã bị phân rẽ và nhìn nhau như kẻ thù. Trong thực tế, dân tộc chúng tôi là một, chẳng có lý do gì phải chia rẽ, hận thù hoặc chém giết nhau. Cánh hoa đồng nội. Lúc này, tôi thường có dịp tiếp xúc với người nữ cán bộ tài vụ. Sau chuyến đi miền Nam về, cô có nhiều chuyện để kể với tôi. Tôi phải nhận là chuyến đi vào Nam lần đầu tiên đó đã giúp cô thay đổi cái nhìn và lối suy nghĩ rất nhiều. Một hôm, cô vào trại tìm tôi có việc liên quan tới tài chính. Sau đó, cô hỏi tôi quê quán ở tỉnh nào. Tôi cho biết là tôi là quê ở Vĩnh Long, thuộc miền đồng bằng sông Cửu Long. Tôi kể với cô sơ qua về phong cảnh và sự trù phú của miền Tây. Cô rất chăm chú lắng nghe, nhưng có vẻ không hiểu lắm, vì chuyến đi Nam vừa rồi của cô quá ngắn. Không có dịp đi thăm nhiều nơi, và nhất là không quen ai trong Nam. Cô vui vẻ hỏi tôi, anh ở Vĩnh Long nhưng có biết nhiều về thành phố Hồ Chí Minh không? Tôi bị dị ứng rất nặng khi nghe ai gọi Sài Gòn bằng cái tên sặc mùi chính trị của nó là thành phố Hồ Chí Minh. Tôi trả lời với vẻ khó chịu. Cái thành phố gì mà cô nói vừa rồi đó thì tôi không biết. Nhưng tôi biết Sài Gòn rất rõ vì tôi học ở đó 7 năm. Người nữ cán bộ bất ngờ bị cục hứng với câu trả lời của tôi. Cô nhìn tôi bằng đôi mắt mở to dưới hàng mi cong. Nhưng liền đó cô ta tỏ ra nhạy cảm với tâm trạng của tôi, nên yên lặng mỉm cười. Anh Lễ này sao mà anh gớm thế? Thôi đừng để những việc đó làm chúng ta mất vui. Tôi chẳng có ý gì đâu. Tôi chỉ muốn nghe nói thêm về thành phố Sài Gòn. Mà phải nói là tôi rất thích trong lần vào đó. Lần đó có mấy anh ở đây nhờ tôi thăm gia đình. Người nhà của anh ấy tiếp tôi nồng hậu lắm anh ạ. Tôi được tặng nhiều quà lắm. Lúc trở ra các cháu trai rất thích vì mẹ mang về nhiều đồ chơi. Nói xong nàng nở nụ cười thật hồn nhiên của một cô gái quê Việt Nam thuần túy. Sau đó nàng nói qua các nơi nàng đã có dịp ghé như là Thủ Đức, Nhà Bè vân vân. Những đêm ở Sài Gòn, cô ở và làm việc tại an ninh nội chính. Và cô hỏi tôi có biết nơi đó không? Tôi nói đã bị giam ở đó khi vừa bị bắt. Và có nhà bà cô của tôi ở đối diện bên kia đường. Khi đó cô KT hay vào hỏi thăm tôi vào buổi sáng trong giờ trại đi lao động, vì cô biết là tôi bận lớp tiếng Anh vào ban chiều. Khi vào trên tay nàng lúc nào cũng có quyển sổ tài chính, nhưng có rất nhiều lần cuốn sổ đó không được dùng vào việc gì. Những lần vào chơi, cô thích kể chuyện về chuyến đi Nam cho tôi nghe, nói là cho tôi đỡ nhớ nhà. Giọng nói thật nhẹ nhàng, dí dỏm,
phù hợp với dốc dáng mảnh mai đáng yêu của nàng. Lúc nào cô Kate cũng mang tính cách đơn sơ và e lệ của một cô gái mới lớn. Điều này trái ngược với tuổi đời trên dưới 30 của nàng. Mái tóc dài che phủ bờ vai. Về sau này mái tóc được quấn ngược lên cao. Vì một buổi trưa hè hôm đấy, cô Kate vào thăm tôi và tôi khen quấn tóc như thế đẹp. Cũng không mấy khi thấy nàng mặc đồ sắc phục. Vì có lần nàng mặc sắc phục công an, lúc vui miệng tôi nói, không hiểu tại sao khi tôi thấy cô mặc sắc phục công an tôi sợ lắm. Nàng làm ra vẻ nghiêm trang hỏi tôi, tại sao anh lại sợ? Tôi cũng chẳng biết tại sao, nhưng có lẽ tại cái máu của tôi nó không hợp với cái màu sắc này. KT không nói gì, yên lặng trong giây lát mà nhìn tôi tỏ ra cảm thông, vì nàng đã biết lịch sử của tôi đau thương, của cuộc đời tù tội của tôi. Lúc sau, KT hỏi anh Lễ này, nghe nói lúc ở trại Thanh Cẩm, anh trốn trại và bị hành hạ kinh lắm phải không? Anh ở trại đó bao lâu nhỉ? Vâng, lần đó tôi bị đánh đập nhiều và bị cùng 3 năm. Kinh thế! Anh ở trại đó trong bao lâu? Đúng 10 năm cô ạ, từ năm 1978 tới 1988. Khi mới từ Nam ra năm 1977, tôi vào trại Nam Hà này, sau đó chuyển lên cổng trời mất 1 năm. Chừng chiến tranh biên giới xảy ra, tôi được đưa về Thanh Cẩm năm 1978 rồi lại về đây. Lúc tới đây lần đầu thì ông Thịnh lúc đó mới là thượng sĩ trực trại, bây giờ gặp lại ông ta đã là thượng quý rồi. Cô KT này, 11 năm về trước khi tôi ở trại này, lúc bây giờ cô đang làm gì và ở đâu? Năm đó tôi chưa vào ngành, còn ở nhà quê. Cô nói tiếp, giọng rất buồn. Anh Lễ, sau thời gian tiếp xúc với các anh miền Nam, và nhất là sau khi chuyến đi này, tôi hiểu được anh nhiều hơn. Sau khi có dịp nói chuyện nhiều với anh, tôi thật tình kính phục những con người như anh. Đã từ lâu tôi nhận thấy tình cảm đặc biệt của nàng đối với tôi qua cử chỉ, thái độ và cách nói năng. Càng ngày tôi càng hiểu điều đó qua ánh mắt, nụ cười và các câu chuyện nàng kể, nhất là qua sự ân cần giúp đỡ tôi trong các việc liên quan đến phần vụ của nàng. Mặc dù trong tư thế quá khác biệt, KT là một cán bộ đã có chồng có con, còn tôi là một tù nhân, lại là một linh mục và là kẻ đã gây ra quá nhiều sóng gió trong trại. Nhưng các thứ đó hình như không trở ngại đối với tình cảm dạt dào của nàng. Khoảng đầu tháng 6 1988 lại có một biến chuyển khác. Số tù nhân Trung Quốc được chuyển đi hết. Tôi rất buồn khi phải chia tay với những con người bạn tù ngoại quốc đã sống trong cảnh khốn cùng với tôi trong nhiều năm. Họ đã bị giam 16 năm rồi. Về trại này, tôi đã rửa tội cho 5 người. Mà tôi coi họ như những người con tinh thần của tôi. Tôi thường nói với họ, cuộc sống trong nhà tù thay đổi lúc nào không hay. Tôi muốn gửi nơi anh em đức tin mà anh em đã lãnh nhận qua bích rửa tội. Sau này hãy mang đức tin đó gieo rắc nơi nào các anh em tới. Nhất là có dịp mang về quê hương Trung Quốc của anh em. Việc ra đi của nhóm tù Trung Quốc làm cho tôi u sầu trong một thời gian rất lâu. Từ đó về sau, tôi không còn bao giờ nghe biết tin gì về họ nữa. Có tin đồn tôi được tha về. Sau khi nhóm tù nhân Trung Quốc chuyển đi hết rồi, tôi cảm thấy trống vắng và cô đơn. Tôi vẫn ở nhà dạy tiếng Anh cho Trung Quý T. Những buổi sáng rảnh rỗi, tôi thường giúp anh trực sinh buồn, quét dọn vệ sinh, lấy nước sôi cho buồn. Sau đó ngồi trong nhà ăn soạn bài vở cho lớp học ban chiều. Thường thì chỉ có một mình Trung Quý T học. Nhưng có mấy lần, các cán bộ khác cũng vào dự thính. Thời gian đó, trong trại lại kháo nhau nguồn tin sắp có đợt tha. Cá nhân tôi chẳng mong được về và cũng chẳng để ý tới những diễn biến có dấu chỉ sẽ được phóng thích. Lần đầu tiên tôi nghe nói tới vấn đề này khi được thư của người bạn gửi vào cho biết đang có cuộc thương thuyết Mỹ-Việt. Phía Hoa Kỳ đại diện bởi tướng hồi hưu John Vesey, đặc phái viên của Tổng thống Reagan,
bàn về vấn đề bình thường hóa ngoại giao giữa hai nước. Một trong các điều kiện phía Mỹ đưa ra là yêu cầu chính phủ Việt Nam phải thả hết những chức sắc tôn giáo còn trong tù. Anh em cho biết là tôi có hy vọng được về nhờ yếu tố này. Ngoài ra, một số người về trước đã qua Mỹ, cũng nhờ tổ chức ân xá quốc tế can thiệp giúp để tôi được phóng thích. Tôi chỉ nghe để mà nghe, chẳng mong mỏi và cũng chẳng hy vọng, nhất là tôi không coi đó là điều cần thiết nữa. Lúc đó, tôi đang bận tâm củng cố lại nhóm cộng đoàn tình thương. Sau khi số anh em Trung Quốc nhiệt tình đã ra đi, một vài anh tù chính trị miền Bắc cũng rất hăng say trong hoạt động của nhóm trong lúc này. Lúc đó, lại có một dấu hiệu khác làm cho nhiều anh em lên tinh thần là có phái đoàn y tế về làm việc trong trại vào đầu tháng 6 năm 1988. Phái đoàn gọi một số người lên gặp, trong số đó có tôi. Phái đoàn hỏi tôi về bệnh tình, về thời gian cải tạo. Có điều rất buồn cười là vị bác sĩ trong phái đoàn lại méo mó nghề nghiệp. Sau khi làm thủ tục chuyên môn, ông hỏi tôi nghĩ gì về vụ Đức Giáo Hoàng sẽ phong thánh cho 117 vị tử đạo Việt Nam vào ngày 19 tháng 6 sắp tới. Lúc đó, vấn đề phong thánh đang gây tranh luận. Qua báo Nhân Dân, tôi được biết nhà nước Việt Nam phản đối vụ này ghê lắm. Và cả giám mục Bùi Tuần ở giáo phận Long Xuyên cũng chống đối việc này. Tôi trả lời với ông ta, tôi ở đây không có đầy đủ tin tức nên tôi không có ý kiến gì. Nhưng tôi cũng xin nói là người Việt Nam, thân xác tôi thuộc quyền chính phủ Việt Nam, nhưng với tư cách là một linh mục, linh hồn tôi thuộc về tòa thánh. Bất cứ điều gì tòa thánh quyết định, tôi vâng theo. Nghe tôi nói thế, ông ta không hỏi thêm nữa. Khi tôi trở về buồng, các anh em bàn tán và cho biết khi phái đoàn y tế vào trại gọi ai là người đó được về. Nghe xong tôi chỉ cười nói, chừng nào dê được đẻ con tôi mới được về. Trong tù không có tin gì làm mọi người háo hức và săn đón cho bằng tin có đợt phóng thích. Vì thế mấy ngày nay cả trại cứ bàn tán xôn xao về tin này. Một buổi sáng giữa tháng 7 năm 1988, Trung úy T vào thăm tôi. Hồi này trình độ tiếng Anh của anh đã tương đối khá nên mỗi khi anh vào, chúng tôi tập chào nhau bằng tiếng Anh và đàm thoại vài câu ngắn và dễ. Anh tỏ ra rất thích thú khi bập bẹ được vài câu tiếng Anh, trong khi tất cả mọi cán bộ khác chẳng ai biết chút gì. Anh ta rất siêng học, chỗ nào không hiểu thường mang vào hỏi tôi và tỏ ra rất hứng thú khi có dịp thực tập với tôi. Sáng hôm đó, vừa ngồi với tôi một lúc, anh đứng lên từ giã, nói là đang chuẩn bị đi phép một thời gian và chúc tôi ở lại mạnh giỏi. Anh cũng không nhắc gì tới việc học tiếng Anh đang dở dang. Khi tôi nhắc việc này, anh lặng yên một lúc rồi nói cứ tạm thời nghỉ, khi anh về hẳn hay. Nhưng sau đó anh nói tiếp, nếu vì lý do gì không gặp lại tôi thì tôi hãy nhớ lời anh dặn. Tôi hơi ngạc nhiên vì thấy có cái gì hơi khác trong lối nói của anh. Nếu chỉ đi phép vài ngày như những lần trước thì sao anh lại dặn dò tôi như thế? Tôi ngạc nhiên hỏi lại, ông T, ông nói gì vậy? Bộ ông chuyển đi nơi khác à? Anh ta đáp tự nhiên, không hẳn đâu anh ạ, nhưng làm sao biết được chuyện ngày mai? Nói xong anh đứng lên và nhìn tôi mỉm cười. Tôi nói tiếp, cho tôi gửi lời thăm gia đình ông, thăm cháu bé và cô. Anh ta gật đầu, cảm ơn anh Lễ, anh ở lại mạnh giỏi, tôi đi đây. Nói xong, anh bước ra cửa khá nhanh, tôi theo sau tiễn chân. Trước khi khuất dạng vào hành lang dẫn ra sân, anh còn đưa bàn tay lên chào từ giã. Khi cán bộ T đi rồi, tôi quay vào buồng, vừa đi vừa thắc mắc về lối chào tạm biệt của anh. Những lần trước, khi về Hà Nội hoặc đi phép vài ngày, anh cũng vào chào từ giã tôi và nói nghỉ học một vài hôm. Nhưng cách nói úp mở hôm nay của anh làm tôi đoán anh sẽ chuyển đi nơi khác. Ý nghĩ này làm tôi chợt buồn, rất buồn. Thì ra tôi quý mến người cán bộ này sâu đậm hơn là tôi tưởng. Nếu thực sự anh đi nơi khác, thì tôi mất một người bạn quá tốt trong hoàn cảnh đặc biệt này. Tôi đã mất các anh em linh mục, tôi đã mất những người bạn trong đợt chuyển vào Nam. Tôi vừa mất những anh Trung Quốc. Bây giờ nếu tôi mất Trung úy T nữa, chắc chắn là tôi sẽ rất buồn. Tôi thầm cầu mong cho việc đó đừng xảy ra. Trở vào nhà ăn, tôi ngồi xuống ghế vì cảm thấy hơi choáng váng khó chịu trong người. Tôi với tay gấp quyển vở soạn bài anh văn chiều nay. Tôi ngồi thừ ra một lúc lâu và ôn lại kỷ niệm
về người sĩ quan an ninh mà tôi quý mến. Tôi hồi tưởng lại từ lần đầu gặp gỡ tới những ngày tháng chúng tôi gặp nhau trong lớp tiếng Anh. Tôi vẫn nhớ lời anh thường nói: "Anh Lễ, tôi cảm ơn anh đã giúp tôi có ý niệm về tiếng Anh." Những ngày tiếp theo, tôi vẫn không theo đội đi lao động, mặc dù không còn lớp tiếng Anh cho cán bộ T như trước. Mỗi ngày tôi làm công việc nhẹ nhàng chung quanh buồng và mong tới ngày cán bộ T trở lại để chúng tôi học tiếp các giờ học tiếng Anh mà tôi cũng rất thích thú vì có dịp ôn lại. Từ lâu rồi tôi không có dịp sử dụng tới ngôn ngữ này. Khi cán bộ T đi phép được một ngày thì anh văn hóa tên Quỳnh, người Hải Phòng, có biệt danh là Quỳnh Ngựa vì mặt anh dài, nói với tôi sau khi từ cơ quan trở về: "Tôi nghe nói anh có tên trong đợt tha lần này." Đó là lần đầu tiên sau 13 năm tôi được nghe nói tôi có thể được tha về. Nhưng khổ nỗi, tin này đến với tôi trong lúc tôi không còn mong đợi nữa. Nếu không muốn nói là thất vọng khi nghe tin đó, vì nếu tôi được tha về chỉ là chuyển từ nhà tù nhỏ sang nhà tù lớn. Khi bước ra khỏi đây để trở về xã hội bên ngoài, chưa chắc gì tôi đã yên thân. Nhất là tôi đã tìm được ý nghĩa đích thực của cuộc đời, phục vụ trong nếp sống ở đây. Cuối cùng rồi, tin đó cũng đã tới. Vào một buổi sáng, trong lúc tôi đang quét sân thì thấy cô KT bước vào. Hôm nay cô vào sớm hơn thường lệ. Trên tay không cầm quyển sổ quen thuộc, nhưng chỉ có một tờ giấy trắng được cuộn tròn lại giống như cái ống tre. Mỗi lần cô vào chơi đều mang lại cho tôi niềm vui với cách nói chuyện thật duyên dáng của cô. Tôi dừng tay và tiến ra tới đầu nhà ăn, gần bên cửa ra vào sân để tiếp chuyện. Tôi lên tiếng hỏi, thay lời chào: "Sao mấy hôm nay không thấy cô đâu cả?" Cô KT trả lời kín đáo: "Mấy hôm rồi tôi bận quá anh ạ." Tôi đùa lại bằng một câu triết lý vụn. Có lần tôi đọc được câu nói: "Người bận việc là người hạnh phúc." "Cô đang hạnh phúc đấy nha." Cô cười đáp lại: "Gớm, gặp anh thì lúc nào cũng chửi với nghĩa. Tôi xin nhường cái hạnh phúc cho anh, tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi." Tôi trả lời: "Cô không nhường thì tôi cũng đã có hạnh phúc rồi, vì lúc nào mà tôi chẳng bận." Cô KT tấn công: "Anh nói thế, nhưng hôm nay anh không đi lao động, anh bận gì nói tôi nghe nào." Tôi trả lời: "Tôi bận mà cô không biết đó thôi." Cô trợn mắt nhìn tôi: "Anh bận gì?" "Tôi bận suy nghĩ đến cô đi đâu mấy ngày nay không gặp." Cô cười bẽn lẽn: "Gớm, anh nói thế." Tôi đáp: "Tôi biết ngay là cô không tin mà, đúng không?" Nàng yên lặng một chút, khẽ e lệ gật đầu. Tôi đùa vui: "Cô thấy chưa, tôi đang bận nên lúc nào tôi cũng hạnh phúc." Sau câu nói đùa của tôi, cả hai cùng cười. Cô bước lại gần tôi và nói nhỏ nhẹ một cách bí mật: "Anh Lễ này, anh khao đi." Tôi không biết có cái gì khác thường trong thái độ của KT sáng nay, nhất là sau những tin đồn có được tha trong mấy ngày qua. Và đặc biệt là anh Quỳnh Ngựa đã nói với tôi. Mặc dù đoán biết một phần nhưng tôi cũng giả vờ bình thản. Thì lúc nào cô vào chơi mà tôi cũng chẳng khao, khi thì uống chè, khi thì ăn kẹo vân vân. Thế tôi có vẻ không hiểu. Cô hài giọng nói nhỏ: "Anh Lễ này, anh có tên được tha về đấy." Như vậy là chắc rồi. Cái tin đó cuối cùng cũng đã đến với tôi. Cái tin mà cả chục năm trời qua tôi mong đợi ngày đêm. Cái tin mà trước đây tôi cứ tưởng tượng nó rất ghê gớm mà không có một biến cố vui nào trong đời tôi có thể so sánh được. Nhưng lạ lùng thay, lúc này thì nó đến, tôi lại đón nhận nó hết sức hững hờ. Tôi hiểu biết điều đó nên cố không làm phật ý người đưa tin, người cán bộ mà tôi quý mến. Tôi yên lặng, lấy lại vẻ nghiêm trang: "Tôi không tin." Nghe tôi nói thế, KT tỏ vẻ cảm thông, vì có lần tôi cũng nói cho cô biết là ngoài bìa hồ sơ của tôi có hàng chữ "thành phần không thể cải tạo được". Nàng mỉm cười kín đáo: "Anh Lễ này, tôi cho anh coi cái này." Vừa nói KT vừa mở tờ giấy cuộn tròn trong tay ra trao cho tôi: "Anh coi nhưng không được tiết lộ đấy nhé, cho tới khi nào công bố."
Nếu anh nói ra thì anh và tôi cùng chung một cùng đấy. Tôi đáp, như thế thì càng thích chứ sao? Cô trả lời, anh Lễ này, lúc nào anh cũng đùa. Vừa nói nàng vừa giả vờ giật lại, không trao tờ giấy cho tôi. Đó là một phụ bản giấy đánh máy của quyết định tha. Có lẽ là bản thứ ba hay thứ tư gì đó, nét chữ không rõ, nhưng đọc được. Trong danh sách có tên 14 người, và tên tôi nằm ở sau cùng. Có cả tên cha Nguyễn Bình Tĩnh, anh Nguyễn Đức Khuân và một vài tu sĩ ở miền Bắc. Tôi chăm chú đọc mảnh giấy khá lâu, không phải để coi có những ai được tha, nhưng vì lúc đó tôi đang ở trong một tâm trạng hết sức lạ lùng. Tôi đọc đi đọc lại tên của tôi, nhưng tôi lại có cảm tưởng không phải là tôi, mà là cái tên một con người rất quen thuộc. Từ lâu lắm rồi, từ lúc nhìn thấy hàng chữ đóng ngang bìa hồ sơ của tôi, không bao giờ tôi nghĩ là tên mình có thể nằm trong một mảnh giấy bắt đầu bằng hàng chữ quyết định tha được. Thấy tôi cầm tờ giấy khá lâu, KT đưa tay đón lấy, tôi trả lại nàng với tâm trạng bàng hoàng khiến nàng phải kêu lên, anh Lễ, anh được tha mà sao trong anh có vẻ lại buồn thế? Tôi chỉ thinh lặng lắc đầu, vì nói sao cho nàng hiểu được tâm trạng của tôi. Lúc đó tôi chợt nhớ tới Trung Quý T và những lời úp mở của anh khi từ giã tôi mấy ngày qua. Anh biết tôi được về, nhưng không thể nói ra được, mà tôi đã đoán sai. Thay vì anh đổi đi, thì tôi sẽ ra về trong thời gian anh đi vắng. Tôi nghĩ là chắc anh cũng sẽ buồn như tôi. Giờ phút chia tay. Mặc dù chưa được chính thức công bố, nhưng không hiểu tại sao gần như ai cũng biết danh sách những người được phóng thích trong đợt đó. Đêm cuối cùng ấy, khi tôi đến từ giã anh em, nhất là những người con tinh thần mà tôi sinh họ ra trong đức tin, nước mắt chúng tôi chảy ra khá nhiều. Tôi ôm lấy từng người con bò lòng, như muốn truyền sức mạnh cho những người mà tôi đã rửa tội cho họ, và đức tin của họ còn non nớt. Lúc ban chiều, tôi cũng đã đi các buồng để từ giã anh em trong nhóm cộng đoàn tình thương. Tôi trao lại tất cả những gì tôi có cho người sẽ thay thế tôi điều khiển cộng đoàn. Tâm trạng chúng tôi đêm ấy thật đau buồn vì biết là cha con sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Sáng hôm sau, trại công bố chính thức. Sau đó, những người được tha về ra cơ quan để lăn tay và ký tên vào giấy ra trại. Trong giấy ra trại có ghi đương sự phải về trình diện chính quyền địa phương trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày ký. Xếp tờ giấy làm tư, tôi cho vào túi áo trước ngực, được may phía bên trong cài kiếm băng cẩn thận để ngăn ngừa trộm cắp. Sau khi nhận giấy ra trại, tôi bước sang phòng tài vụ của KT để làm các thủ tục về tiền nong. Còn một số tiền ở nhà mới gửi ra cho tôi, KT chưa kịp ra bưu điện lãnh giúp, tôi gửi lại cô làm quà cho cháu. Tôi là người cuối cùng lên cơ quan làm thủ tục, vì trước khi bước ra khỏi cổng trại, tôi phải dừng lại khá lâu để bắt tay từ giã nhiều anh em còn ở lại. Họ tiễn đưa tôi tới cổng trại và mỗi người cố nói với tôi một vài lời trước lúc chia ly. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, tôi khoác chiếc ba lô nhẹ hững lên vai và bước ra khỏi phòng tài vụ. Cô KT xếp hồ sơ giấy tờ trên bàn, đứng lên và đi vòng qua phía sau chiếc ghế dài bằng gỗ để bước ra tiễn chân tôi. Chúng tôi đi song song bên nhau trong một hành lang dài và hẹp, dẫn ra phía mặt tiền nhà dọc theo đường cái. Lúc đó chẳng ai nói với ai câu gì, nhưng tôi có cảm tưởng chính sự thinh lặng trong lúc này lại nói lên nhiều hơn. Tự nhiên tôi chợt nhận ra, người phụ nữ đang bước đi bên cạnh tôi lúc này không còn là một người cán bộ tài vụ nữa, mà là một người thân thiết của tôi. Nàng đã trở lại thành một người phụ nữ bình thường,
như bao nhiêu người phụ nữ khác, với những xúc cảm tự nhiên trước lúc chia tay người thân và biết là không còn hy vọng sẽ gặp lại. Khi cả hai ra tới ngõ, tôi bất chợt dừng lại, quay sang nhìn KT và bắt gặp đôi mắt màu đen, hai hàng mi mắt dài và cong đang mở thật to nhìn tôi. Nàng đang chớp mắt để che giấu sự xúc động. Tôi nhìn sâu vào mắt của nàng, nói nhanh mấy câu từ giả. Thôi, giả biệt KT nhé. Chúc cô và gia đình ở lại nhiều may mắn. Xin cảm ơn sự lo lắng và giúp đỡ của cô trong thời gian qua. Cô ta cúi đầu nói nhỏ, anh Lễ, đừng nói lời cảm ơn. Những gì tôi làm là do lòng quý mến của tôi đối với anh. Cháu trai sẽ rất mừng khi nhận được quà của anh. Anh được ra về, tôi mừng lắm. Tôi thật không biết phải nói gì trong lúc này. Chúc anh lên đường bình yên, nhớ bảo trọng thân thể và cầu mong cho anh được xây dựng một tương lai tốt đẹp. Anh về Nam, có gặp các anh ở trại này, cho tôi gửi lời hỏi thăm. Vừa nói, nàng vừa tiến lại sát bên tôi trong một cung cách rất tự nhiên của người em gái trong lúc tiễn biệt người anh. Tôi nắm lấy và bóp nhẹ bàn tay bé nhỏ có các ngón tay thon dài của KT. Nàng để yên bàn tay trong tay tôi. Tôi nghe tay nàng nóng đang rung nhẹ. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi cầm lấy bàn tay của nàng. KT từ tốn quay lại trong tư thế mặt đối mặt và đặt bàn tay còn lại lên tay tôi, nắm chặt lấy và nâng thật chậm cao lên tới tận cằm. Mắt nàng long lanh, chớp thật nhanh và đang ngước nhìn tôi trong lúc lặp lại từ từ biệt, giọng nàng nhẹ như hơi thở. Thôi, anh đi bình yên. Tôi buông tay nàng ra, chẳng nói thêm lời nào. Tôi quay đi, xốc lại chiếc ba lô trên vai và bước vội mấy bậc tam cấp lên đường cái. Vừa bước lên mặt đường, tôi nghe tiếng KT gọi với theo. Anh Lễ, tôi nói cái này. Tôi dừng bước, quay lại và thấy nàng đã đứng ngay sau lưng. Trong lúc hai người đứng giữa vùng ánh sáng nắng ấm ban mai, tôi thấy nàng đẹp một cách thật hồn nhiên, một vẻ đẹp kín đáo và đơn sơ của loài hoa dại trong đồng nội. Trong thời gian qua, tôi vẫn nhận thấy nơi nàng sự duyên dáng qua thái độ đối xử và cách nói năng. Nhưng hôm nay, tôi thấy nàng còn có một cái gì khác biệt hơn. KT mặc áo sơ mi màu hoa cà, quần đen, tóc quấn ngược lên cao để lộ cái ót trắng ngần. Hình ảnh này tôi đã thấy nhiều trong những lần nàng vào khu buồng giam thăm tôi trước đây. Nhưng sao hôm nay tôi thấy nàng như một con người khác? Có lẽ nhờ vị thế ngăn cách giữa hai người không còn nữa. Hay vì vẻ thân thương và gần gũi đã làm cho nàng xinh đẹp hơn mọi ngày chăng? Tôi bỗng buột miệng nói lên ý nghĩ trong đầu. Hôm nay tôi trông KT như một người khác ấy. Nàng mở thật to đôi mắt đen láy, nhìn tôi cách ngạc nhiên hỏi lại, khác thế nào hả anh? Tôi đáp gọn, trông xinh hơn mọi ngày. Mặt nàng tự nhiên ửng đỏ. Nàng vội ngoái đầu theo phản ứng tự nhiên, tỏ vẻ e thẹn và lắc lư người như để từ chối lời khen của tôi. Nàng bước tới gần, nói thật nhỏ, mặc dù gần đó chẳng có ai. Anh Lễ này, sau này anh ở đâu và làm gì? Anh nhớ thư cho biết nha. Tôi đáp, viết thư từ tôi sẽ trở ngại cho công tác của cô. Nàng đáp nhanh, anh cứ viết thẳng về địa chỉ ở nhà ấy, chẳng hề gì đâu. Tôi gần người một lúc và gật đầu. Trong lúc vẫy tay từ giã nàng, vợ quay gót bước đi, bên tai còn nghe vọng câu nói cuối cùng của nàng. Anh đi bình yên, nhớ nha. Quãng đường trước mặt. Tôi bước nhanh dọc theo con đường lớn, chạy trước mặt dãy nhà dài dùng làm khu hành chánh của cơ quan. Từ đó hướng về phía khu nhà của gia đình cán bộ nằm cách xa cổng trại khoảng vài trăm thước, để ra đường cái đón xe khách đi Phủ Lý và từ đó lên Hà Nội. Ánh nắng chói chang, khung cảnh mới lạ và tâm trạng của con người đang được bước đi trong tự do làm tôi choáng ngợp.
tôi lầm lũi bước đi như người trong cơn mộng du đang lân lân giữa thực và mộng. Tới chỗ chờ xe, tôi dừng chân và quay lại nhìn trại Nam Hà lần cuối. Trại trông sao thật vắng lặng và buồn tên. Không ngờ nơi đó lại chôn giữ một phần lớn kỷ niệm của đời tôi. Lúc đứng đó tôi chợt nhận ra, trong số không biết là bao nhiêu chục ngàn tù nhân trong Nam bị đưa ra Bắc, cách nay đã hơn một thập niên, tôi là người tù miền Nam cuối cùng bước ra khỏi trại giam miền Bắc. Tôi bỗng buột miệng nói, thời gian qua mau, mới ngày nào mình ngỡ ngàng trên chuyến xe ca từ Hải Phòng đến đây trong đêm sương mù giá lạnh, mà bây giờ đã gần 12 năm, đời người như một giấc chiêm bao. Có xe khách đang từ xa chạy tới, tôi giơ tay lên đón. Xin mời quý thính giả đón nghe tập 9.